Xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của kho hàng Thành Phước nha. Thì hôm nay mới về được cho anh chị em mình một cái kiện hàng nội địa Nhật rất là xịn sò cho chị em mình luôn nha. Rồi thì ở đây á, nay em về được cho anh chị em mình là một cái lô dù anh em ha. Đây là cái dù hàng nội địa Nhật nha anh em, tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn ha. Đó, cái này là hàng thanh lý bên siêu thị ở bên Nhật nha. Rồi thì bây giờ á, em sẽ mở thử ra cho anh em coi. Thì cái kích thước nó hầu như nó giống nhau thôi, nó chỉ khác về màu, nhưng mà ở đây khi gửi cho anh em thì em cũng màu ngẫu nhiên nha. Ví dụ anh em cần màu tối thì nói với em màu tối hoặc màu sáng thôi. Chứ ở đây là nó không có cây nào giống cây nào hết. Cái màu nó ngà ngà, rồi màu nó caro, rồi màu nó xanh xanh gì đó. Đó, nhiều quá rồi cho nên em chỉ mở thử cây em test cho anh em coi thôi ha. Một hai cây thôi. Đó, thì tất cả những cái hàng nội địa Nhật thì anh em thấy ha. Đó, nó có cái tem Nhật ha. Nói chung nó chưa qua sử dụng mà anh em. Ngon lành. Đó, rồi em mở thử cho anh em coi luôn. Đó, nó thì anh em thấy ha. Những cái chốt, những cái chi tiết của nó thì rất là xịn sò, rất là chắc chắn anh em nha. Đó, ở đây có cái chốt này, trong đây cũng vậy luôn. Rồi thì cái dù này á, thì đại khái là nó khoảng anh em sử dụng khoảng 1-2 người anh em ha. Rất là gọn gàng, thường những cái mẫu dù này bên Nhật á là người ta bỏ trên xe ô tô hoặc người ta đi làm người ta hay mang theo, bởi vì nó nhỏ gọn anh em. Rồi em xếp lại cho anh em xem luôn. Nó bóp lại xếp lại thôi. Rồi bắt đầu là mình quấn lại. Nó những cái dù của Nhật thì nó thiết kế rất là đơn giản anh em. Nó rất là đơn giản nhưng mà cái độ bền của nó rất là cao ha. Hồi đó em qua bên Nhật em xài cây dù 3-4 năm nó cũng không có hư nữa. Bên Nhật nó ngộ lắm, nó khác với Việt Nam ở chỗ mưa anh em. Nếu như trời mưa bên Nhật á là mưa nguyên một ngày một tuần, chứ nó không có phải mưa một buổi. Cho nên là người ta không có cái khái niệm mà đứng đục mưa đâu. Khi trời mưa là người ta sẽ coi dự báo thời tiết, người ta đi làm người ta mang theo dù. Đó, chứ không có ai đứng đục mưa hết. Bởi vì mưa nó hầu như là 3-4 ngày một tuần không, chứ không bao giờ mưa buổi nha anh em. Đó, rồi thì những cái mẫu dù ở đây anh em ha. Đó, nó đều rất là đẹp và tình trạng là chưa có qua sử dụng nha anh em. Không có cái cây nào giống cây nào hết á. Cho nên là anh em mình lưu ý ha. Em thí dụ như là những cái mẫu dù ở đây thì cái kích thước nó thường nó sẽ xem với nhau nè. Em đo sơ cái chiều dài cho anh em mình coi ha. Đại khái thôi, chiều dài nó gần gần bằng như nhau, nó không chính xác như bằng như nhau, khoảng 8 tấc anh em nha. Đó, chiều dài khoảng 8 tấc anh em ha. Rồi em mở thử cái cây này ra cho anh em luôn. Nó em sẽ mở thử vài ba cây thôi nha anh em, bởi vì nó không có giống nhau, đủ màu sắc hết á. Nhưng mà cái nguyên tắc thì như nhau. Ở đây nó có nút bấm, anh em bấm là anh em đẩy lên thôi. Đó, rồi rất là nhẹ, rất là gọn anh em ha, mà cực kỳ chắc chắn nha. Rồi ok, mùa mưa gió thì xài dù quá là ok rồi anh em ơi. Đó, thì khi đặt hàng á, anh em chỉ cần anh em nói với em là màu ngẫu nhiên hoặc là màu sáng hoặc là màu tối thì em sẽ lựa cho anh em nha. Chứ những cái màu này giờ nói thật sự ra là không có cây nào giống cây nào hết anh em. Đó, anh em thấy nó đủ màu sắc, đủ loại hết anh em ha. Rồi ok, thì cái này á, dù Nhật anh em nha. Và những cái cây này đồng giá với nhau anh em ha. Đồng giá với nhau là 200k ăn cây nha anh em. Nó dù Nhật 200k ăn cây. Nó cái màu này cũng khá là cổ điển, mở ra cho anh em coi luôn. Đó, nhìn cũng đẹp anh em. Những cái dù vậy chụp hình đẹp lắm anh em. Nó nhìn nó như vậy thôi, nhưng khi mà mình đi chụp hình rồi ha, anh em mang những cái dù này đi chụp hình á, thì nó lên hình rất là đẹp. Nó cái màu bông hoa này nó lên hình rất là đẹp anh em ha. Cái cán thì nó nhỏ nhỏ nè, rất gọn gàng. Cái này thì thích hợp với hai người anh em nha, dù một hoặc hai người nha. Đó, thì đại khái rồi em đo sơ cái đường kính của cái dù cho anh em mình luôn đi. Sơ thôi, tại vì không cây nào giống cây nào hết, nhưng mà trung bình thì nó đại khái nó gần giống nhau anh em ha. Đường kính nó cũng khoảng là 8 tấc rưỡi tới 9 tấc nha anh em. Rồi ok, thì nó khoảng là 8 tấc rưỡi tới 9 tấc. Nó phù hợp hai người, rất là đẹp nha anh em. Rồi em khép lại cho anh em mình coi luôn. Đó, tình trạng mới chưa qua sử dụng nha anh em. Rồi ok, thì đồng giá với nhau nha. Đồng giá với nhau là 200k. Đó, đồng giá với nhau là 200k. Anh em mình ha, khi đặt hàng thì mình cứ nói màu tối hoặc màu sáng là bên em sẽ lựa cho anh em nha. Rồi ok, anh em quan tâm tới cái mẫu dù này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em mới về cho anh chị em mình là một cái combo 5 món của máy nén khí anh em nha. Đó, cái này là của thương hiệu Tomsen. Đó, combo 5 món dành cho máy nén khí anh em ha. Mình có máy nén khí thì mình cắm cái dây hơi trong đây là mình sử dụng luôn.
Rồi, cái thứ nhất đầu tiên là cái bình xịt nhớt anh em nha. Đó, cái bình này anh em bỏ nhớt vô anh em xịt nha. Rồi, ok nè. Tiếp theo thì em qua tiếp là một cái đồng hồ đo áp anh em ha. Đây là cái đồng hồ bơm xe. Tức là nó là một cái đầu nè anh em ha. Mình ghim vô trong cái dây của máy nén khí nè. Đó, rồi cái đầu này thì anh em bơm vô trong cái bánh xe ô tô, xe máy gì cũng được. Và cái đồng hồ này thì nó hiển thị áp. Thì khi đó mình có thể bơm vừa với cái áp vừa phải của cái thiết bị mình ha, của cái bánh xe của mình nha. Rồi, tiếp theo cái món thứ ba là một cái Victorle phun sơn. Đó, đây là cái Victorle dành cho anh em sơn rồi ha. Đó, mình bỏ sơn vô đây mình sơn thôi nè. Rồi, tiếp theo cái thứ tư nữa là cái này là cái vòi xịt hơi. Đó, mình chỉ việc cặm dây hơi vô đây là mình xịt hơi thôi. Không thể thiếu ha. Và cuối cùng nữa là đây là cái dây hơi. Đó, thì những anh em mà mình có máy nén khí ha. Đó, mình có máy nén khí thì mình mua một bộ này luôn là mình đã xài đầy đủ luôn nha anh em. Đó, một bộ này luôn là gồm là cái vòi xịt hơi nè, bơm xe có hiển thị áp nè, dây hơi nè, súng xịt nhớt nè, Victorle phun sơn nè. Rồi, trọn bộ này là bên em đang bán với giá là 750 nha anh em. 750k tình trạng mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, mua một bộ là xài đầy đủ các tính năng của máy nén khí luôn nha. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì em mới về được cho anh chị em mình một ít cái bình đựng đá anh em nha. Đó, đây là cái xô đựng đá. Nó dành cho những anh em mà mình mê nhậu nè. Đó, mình mê úp rượu nè, úp bia nè, hoặc là nước ngọt, nước trái cây gì đó anh em nha. Thì đây là của thương hiệu là Wieselin. Cái này là của Đức nha anh em. Đó, nó bằng inox 304 ở trên, nó có cái quai sách rất là đẹp anh em nha. Đó, rồi thì cái này á là nó là cái dung tích của nó là được là 3 lít anh em ha. Đó, 3 lít rồi em mở bên trong ra cho anh em coi thử luôn. Đó, ở đây mở bên trong anh em thấy ha, người ta thiết kế nè là làm một cái lớp rất là dày như vậy là để cho nó giữ nhiệt á anh em ha, kiểu như là nó giữ nhiệt anh em bỏ đá bỏ đồ vô á. Đó, còn về cái phần nắp anh em thấy không, cái nắp này nó cũng có cái ron nè, nó có cái ron khi đậy lại nó rất là kín hơi anh em nha. Đó, rồi inox 304 thì rất là an toàn cho sức khỏe luôn mà cực kỳ xịn sò anh em nha. Có một cái nắp như vậy luôn. Đó, dung tích là 3 lít nha anh em. Đó, kích thước của nó là 18x18 nha anh em. Đó, ngang 18, cao cũng 18 luôn. Rồi, 3 lít nha. Rất là xịn, rất là đẹp luôn. Rồi, thì cái này thì bên em đang bán với giá là 550k nha anh em. Đó, xô đựng đá của Đức nha. Đó, anh em mình quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, khá là hay, rất là đẹp luôn nha. Dạ rồi, tiếp theo thì hôm nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô là hộp quạt Zippo hàng nội địa Nhật nha anh em. Thì cái lô hộp quạt này là hàng đấu giá, giá cực kỳ tốt cho anh em mình luôn nha. Đó, thì cái hộp quạt Zippo này thì anh em biết hãng Zippo là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Đó, thì những cái hộp quạt Zippo từ xưa giờ là nó đã có rất là nhiều cái giá trị anh em nhé. Từ cái thời mà lính Mỹ là người ta đã sử dụng những cái mẫu hộp quạt này rồi nha. Rồi thì cái này á, là hàng nội địa Nhật nha anh em. Em nhập trực tiếp ở bên Nhật về và nó sản xuất tại Mỹ cho mình luôn. Và tất cả những cái mẫu ở đây là nó đều là hàng mới chưa có qua sử dụng anh em nhé. Rồi thì ở đây á, thì em về được hai lô. Tức là cái dòng bên đây nè, nó bốn cái con bên đây. Đó, đây, bốn cái con bên đây em cho anh em coi luôn. Bốn cái con này á, thì giá của nó là 550 một con. Đó, đồng giá với nhau 550 một con. Anh em mình thích cái con nào thì cứ chụp màn hình lại gửi cho em là em biết em gửi cho anh em nha. Rồi, bốn con này là đồng giá là 550 một con ha. Dạ rồi, còn những con bên đây á, thì cái giá của nó là 750 một con, bởi vì nó cao cấp hơn anh em ha. Đó, cái hàng đấu giá bên đây nó cao cấp hơn thì giá nó 750 một con. Anh em nào thích con nào thì cứ chụp màn hình cho em. Đó, rồi thì em cũng sẽ mở sơ ra. Em cho anh em coi thử ha. Đó, em cho anh em coi thử nó như thế nào. Ví dụ cái con này đi. Đó. Rồi. Đây nè anh em, ở dưới cái phần đế của nó ha. Đó, nó có cho mình cái chữ nè. Đó. Zippo Made in USA anh em nha. Đó, đây nè. Đó, Made in USA nha. Rồi, mở ra. Bên trong đây là người ta chưa đốt luôn anh em ha. Đó, chưa đốt luôn. Còn mở cái này ra nữa nè. Đó. Đó, thấy không? Nó có cái
Zippo nè, Made in USA nè. Đó. Rồi, anh em xài thì chỉ việc mình bỏ xăng hay là dầu hỏa vô trong đây ha. Đó, rồi mình xài thôi. Thì cái này nó có ý nghĩa là mình sử dụng, mình sưu tầm nè. Nó sưu tầm, hoặc những anh em mà hay hút thuốc rồi ha, thì mình sử dụng những cái này để mà mình bật lửa cũng rất là hay nha anh em. Đó. Rồi, mua biếu tặng cũng được. Nó thí dụ như lâu lâu về quê rồi hết, mua cho mấy ông bạn ở dưới quê một cái tặng mấy ổng là cũng rất là ý nghĩa anh em nha. Đó, tình trạng là mới chưa qua sử dụng anh em ha. Hàng nội địa Nhật, tình trạng mới chưa qua sử dụng nha. Tất cả những con ở đây nó đều là chưa có qua sử dụng hết nha. Đó. Đó, ở đây anh em thấy không? Đây nè. Đó, Made in USA ha. Đó. Made in USA ha. Ở dưới cái phần chân của nó với lại trên đây nó cũng có chữ cho mình luôn nè. Đó. Rồi, tình trạng là đều có chưa có bỏ dầu, chưa có bỏ xăng, bỏ dầu gì luôn nha. Anh em mua về chỉ việc mình bỏ vô rồi mình xài thôi. Cái hộp của nó là như vậy nè anh em. Đó, cái này hàng nội địa Nhật anh em ha. Đó, tất cả là chữ Nhật nha. Cái hộp nó thì anh em đậy về thôi. Mua anh em cứ mua sưu tầm, biếu tặng rất là ok. Đó, thì ở đây nè, bốn cái con này thì giá là 550 anh em nha. Bốn cái con này thì giá là 550 con. Thì nó cũng vậy luôn, nó cũng chưa có qua sử dụng ha. Còn những cái con bên đây á, nó những con bên đây thì cái lô khác, thì những cái con bên đây giá của nó là 750 con nha anh em. Đó, 750 con. Đó, rồi thì anh em mình thích cái con nào thì cứ vui lòng chụp cái màn hình lại gửi cho em ha. Đó, hoặc là nhắn qua Zalo thì em sẽ gửi mẫu cho anh em xem nha. Rồi, ok, anh em nào quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Mới về được cho anh chị em mình là một cái lô là máy lạnh nguyên khối của LG. Thì cái này là hàng nhập Mỹ anh em, tức là cái này là hàng nội địa Mỹ nha. Và cái con này á, là nó sản xuất là tại Thái Lan nha anh em. Nó cái này là cái lô này là nó nhập qua bên Mỹ ha. Và cái này là nó sử dụng cái điện của điện Mỹ là điện là 120V. Đó, sử dụng điện Mỹ là 120V thì mình cũng cắm vô cái cục chuyển nguồn là mình xài. Nó cũng gần như là điện Nhật thì là 100. Rồi thì cái này á, thì trước tiên nè, anh em thấy ha, cái ngoại hình rất là đẹp ha. Khi mà cái lô này nó về là về full thùng cho anh em luôn nha. Cái này em khui ra thì cái ngoại hình nó rất là đẹp luôn anh em ha. Chưa qua sử dụng luôn anh em, còn những cái siêu bọc ở đây cho anh em mình luôn nha. Rồi cái bảng điều khiển thì nằm ở trên đây nè. Rồi đi kèm của nó là nó có cho mình là cái remote luôn nha anh em. Đó, đi kèm nó là nó có cho mình cái remote luôn. Thì anh em mình chỉ việc là sử dụng remote rồi mình điều khiển cũng được luôn. Rồi thì trước tiên thì em sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn để anh em mình hình dung nha anh em. Rồi về cái chiều cao hang, từ ở dưới cái đất nè lên đến cái đầu của cái này á, là khoảng là 63cm nha anh em. Rồi chiều ngang, rồi chiều ngang của nó là 40cm nha anh em. Đó, chiều ngang 40cm. Rồi còn về chiều sâu nè. Đó, chiều sâu thì từ dưới đây qua đây nè, rồi là khoảng là 32cm anh em ha. Chiều sâu là khoảng 32cm. Hai bên của nó có cho mình hai cái tay xách luôn nè anh em. Đó, để anh em có thể xách đi ha. Rồi còn cái thông số của nó nè. Ở đây cái hàng nhập Mỹ cho nên là tất cả những cái cảnh báo của nó đều là tiếng Anh anh em nha. Rồi cái này á, là cái thông số của nó là nó sử dụng điện là điện 115V. Nó điện 115V anh em nha. Ở bên Mỹ là xài điện 120 là ta xài được nha. Rồi còn cái công suất của nó nè là 1250W. Ở bên Mỹ thì tính là 13A. Đó, nói chung là cái con này thì sản xuất tại Thái Lan nha anh em. Đó, hàng nhập Mỹ nhưng sản xuất tại Thái Lan. Đó, rồi còn cái này á là, rồi ở phía sau này nó có cho mình cái ống anh em ha. Cái ống này là ống thoát khí nóng nha. Nó đi kèm nó là nó có cho mình cái phụ kiện là cái ống này luôn. Ở trong thùng nó là nó có cho mình cái ống này luôn nè. Anh em cắm vô trong đây. Rồi cái ống này anh em rút anh em đưa ra phía sau thôi. Bởi vì cái nguyên tắc của cái máy lạnh á, thì cái hơi lạnh nó ra phía trước và hơi nóng ra phía sau. Đó, thì cái này là cái máy lạnh nguyên khối. Thì nó chỉ có một cái cục như vậy thôi. Đó, anh em chỉ việc là mình
mình mang nó mình để ở những cái nơi không gian nào đó mà anh em mình thấy phù hợp ha. Nó rất là tiện lợi, anh em có thể di chuyển đi khắp nơi luôn cũng được anh em nha. Nhất là những cái sinh viên mà ở trọ rồi ha, nó ở những cái phòng không có máy lạnh thì mua cục này để vô, tới lúc mà chuyển trọ thì mang đi luôn. Nó như cái quạt vậy anh em. Mà cái này thì nó cũng rất là nặng nha anh em. Đó, khá là nặng ha. Và cái này là của LG. Đó, của LG nha anh em. Rồi thì như em nói ha, công suất 1250W 13A. Đó, rồi bây giờ đi kèm nó là có cái remote luôn. Thì em sẽ test thử cái hơi cho anh em mình ha. Thì ở đây nè, ở đây sử dụng cái chui của Mỹ là chui dẹp nha anh em. Chui dẹp của Mỹ nha. Đó, khi mà hàng nhập Mỹ thì cái chui của nó là chui dẹp. Và ba chui nó có cái relay ở đây nữa nè. Rồi mình về mình cắm vô thì mình cắm vô thêm cái chui chuyển của mình. Rồi ghim vô điện 120 thôi. Của Mỹ là điện 120V nha anh em. Đó. Rồi thì cái này nè em cũng test sơ cho anh em bật lên thôi. Đó thì bật cái remote lên là nó sẽ bắt đầu là nó hoạt động à. Đó, nó mở cái cánh gió ra anh em ha. Đó, cánh quạt nó quạt ha. Rất mạnh nha anh em. Đó, anh em thấy không? Đó, cái hơi gió của nó rất là mạnh anh em ha. Nó rất là mạnh cho nên nó sẽ rất là mát nha. Đó. Đó, rất là ok cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái này nó cũng có các cái chức năng là như là mạnh nè, tự động nè, rồi mạnh nè, trung bình nè, nhẹ nè. Các thể loại ở trên đây anh em cũng có thể điều chỉnh bằng tay ở nút cảm biến trên đây cũng được. Mà anh em sử dụng bằng cái remote cũng được luôn nha anh em. Đó, cái hơi gió của nó thì nó rất là mạnh rồi ha. Đó. Rồi, và cái hơi nóng thì thường nó sẽ ra ở phía sau. Nó cái hơi nóng nó sẽ ra ở phía sau cho nên anh em chỉ việc là mình nghiên cứu cái đường ống nóng mình đưa đi ra ngoài là được nha. Rồi cái này tình trạng thì mới chưa có qua sử dụng anh em ha. Chưa có qua sử dụng luôn. Rồi bên em đang bán với giá là 6,5 triệu nha anh em. Đó, giá là 6,5 triệu ha. Rồi ở dưới đây á, thì thiết kế của nó có mấy cái bánh xe luôn anh em. Đó nè, ở đây nó có cái mấy cái bánh xe anh em ha. Anh em có thể di chuyển rất là nhẹ nhàng, mình để mình đẩy tới đẩy lui như thế nào cũng được luôn nha. Rồi thì gửi tới anh em thì nó là full thùng như vậy, chưa qua sử dụng anh em nha. Và cái này em nói lại lần nữa là nó là hàng nội địa của Mỹ cho nên nó sử dụng điện của Mỹ là điện 120V và sản xuất tại Thái Lan. Chất lượng thì rất là tuyệt vời ha, của LG. Giá là 6,5 triệu. Cái này là hàng thanh lý cho nên là giá rất là tốt anh em ha. Cái này là anh em nào mình có nhu cầu thì mình cứ là vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em mới về lại được cho anh chị em mình là một cái lô quạt pin. Đó, hàng nội địa Nhật luôn anh em ha. Đó, đây. Đây là của cái thương hiệu là Nansin anh em nha. Đó thì cái quạt pin này á, là cái sử dụng pin là 20V nha. Đó, với lại cái sử dụng pin là pin 20V và cánh của nó là 22 cm. Đó thì bây giờ em cũng sẽ đo sơ qua thử cho anh chị em mình luôn để anh chị em mình hình dung nha. Rồi đường kính của cái cánh quạt của nó là 22 cm anh em ha. Chiều cao nè, chiều cao từ ở dưới đất lên tới trên cái đỉnh của cánh quạt là nó là 32 cm. Đó thì cái này á, đi kèm của nó trọn bộ là gồm một cái quạt, một viên pin nè. Đó, một quạt, một viên pin 2A và một cái sạc anh em ha. Và cái sạc này á, là nó sử dụng được là điện AutoVolt luôn, là từ 100 cho tới là 220V nha. Rồi, với lại ở phía sau nó là nó có cái công tắc gồm hai cấp độ anh em ha. Cái cấp độ thứ nhất nè. Đó, quạt rất mạnh nha anh em. Rồi, tiếp theo là cấp độ thứ hai là mạnh hơn nữa nha anh em. Đó, anh em nghe âm thanh nè. Đó, rất là mát luôn nha. Cái này anh em có thể để trên bàn ha. Nó mát, rất là mát. Và cái đợt này em về á, nó khác với cái mẫu trước xíu là ở đây nó có cho mình là cái điều chỉnh là quay qua quay lại luôn anh em nha. Đó, mình chỉ cần mình gạt nó một cái nè là cái quạt nó sẽ quay qua quay lại cho mình luôn nè. Đó. Đó, tức là nó có thêm một cái chế độ là quay sang trái phải và quay sang trái luôn nha anh em. Đó. Thường một cái viên pin này là anh em xài cũng được là 3 tiếng cho tới 6 tiếng anh em ha. Tùy vào cái cấp độ anh em xài. Đó, cho nên cái thời gian nó xài cũng rất là lâu. Đó, cực kỳ mát luôn nha anh em. Rất mát nha. Còn nếu như mà mình không muốn nó quay qua quay lại thì ở đây nó có cái cần gạt này. Mình gạt nó cố định thôi là nó sẽ cố định một chỗ, nó không quay đi đâu hết. Rồi thì trọn bộ của nó nè,
Đó, em báo lại luôn cho anh em mình, trọn bộ là gồm một cái quạt, một viên pin và một cái sạc như ở trên hình, thì bên em đang bán với giá là 450 nha anh em. Đó, 450 ha, là gồm là một quạt, một pin và một sạc. Còn nếu như anh em nào mà mình có cái nhu cầu mà mình muốn mua thêm một viên pin nữa thì bên em bán lẻ thêm một viên pin nữa là thêm 100k nữa nha anh em. Đó, rất là tiện lợi cho anh em ha, hàng nội địa Nhật cực kỳ xịn sò luôn. Nó cái này là cái cánh của nó là bằng kim loại luôn nha anh em. Cái vỏ này nè, nó cái vỏ này cũng bằng kim loại và cái cánh cũng bằng kim loại luôn. Nói chung nó rất là chắc chắn anh em ha, với lại là nó cũng rất là tiện dụng nữa, mà nó quạt cực kỳ khỏe và thời gian sử dụng cũng rất là lâu. Rồi, thì anh em mình quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Bản một pin thì là 450, còn nếu như thêm một viên pin nữa, nó là thêm 100k nữa là 550 nha anh em. Rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về lại được cho anh chị em mình là một cái lưu dao. Cái này là dao xếp gọn anh em ha, nhìn nó khá là đẹp ha, nó nằm ở trong cái bao da như vậy nè. Rất là tiện lợi cho anh em có thể đi dã ngoại, đi du lịch, đi cắm trại hoặc là mang theo để gọt rau củ hỏa gì cũng rất là ok nha. Rồi cái này á, đầu nó có một cái đầu này là cái này là đầu thoát hiểm anh em ha. Thí dụ anh em búi vô trong kiến để phá vỡ kiến cũng khá là ok. Còn khi mình sử dụng thì chỉ việc mình mở cái đầu này ra thôi. Đó, anh em mở cái đầu này ra như vậy là ok anh em ha. Cái dao này nó rất là nhỏ gọn và cực kỳ bén luôn anh em ha. Đó, hàng nội địa Nhật rất là xịn sò. Rồi, khá là đẹp luôn anh em, rất bén ha. Anh em có thể làm thay thế dao rọc giấy hay những cái dao mà cắt gọt rau củ quả mà tiện lợi, nhỏ, gọn á. Đó, mình mang theo bên mình, hoặc thậm chí mình có thể làm móc khóa hay này kia cũng được ha. Đó, nó rất là tiện lợi mà nhìn nó cũng khá là an toàn nha anh em. Rồi thì cái dao này em cũng đo sơ kích thước cho anh em mình luôn ha. Rồi cái này tổng chiều dài của nó ha, từ cái phần cán cho tới phần mũi là khoảng là 19cm anh em ha. Đó. Rồi ok, dao này thì bên em đang bán với giá 160k anh em nha. Dao xếp gọn 160k và anh em lưu ý mình đặt hàng thì mình nói là dao xếp gọn có cái túi da. Đó là bên em biết nha. Rồi 160k nha anh em. Đó rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là hai cái mẫu máy nén khí của Stanley. Đó, nó rất là xịn sò, rất là êm luôn cho anh em mình sử dụng nha. Thì Stanley là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ nha anh em. Đó, thì anh em mình biết về cái thương hiệu này rồi thì mình sẽ biết về cái chất lượng của nó rất là ok nha anh em. Rồi thì ở đây em lên, trước tiên là em lên cho anh em là cái con này là mẫu máy nén khí 6 lít, nó của Stanley 6 lít anh em nha. Đó, mình chỉ việc mình xách này đi nè. Đó, nó cũng tương đối nặng nha anh em, nó khoảng 16-17kg á nha. Đó, tương đối rất là nặng ha. Ở đây nó có cho mình một cái van xả khí nè. Đó, ví dụ mình sử dụng lâu á, mình có thể xả van ra cũng được nha. Rồi thì cái bình áp của nó là bình 6kg, 6 lít anh em ha. Nó cái bình của nó là 6 lít và cái áp của nó là 8kg anh em nha. Đó thì thường 8kg này thì anh em có thể sử dụng để mà mình bơm xe nè. Nó mình phun sơn nè, rồi mình bắn đinh cũng được luôn ha. Và cái độ ồn của nó chỉ có 59 thôi, cho nên là cái độ ồn của nó 59 thì nó khoảng y như cái tiếng của máy lạnh, y như cái tiếng của cục nóng máy lạnh vậy, cho nên nó rất là êm anh em ha. Công suất của nó là một ngựa anh em ha, 6 lít và áp là 8kg nha. Rồi ở đây thì nó có cho mình là một cái đồng hồ hiển thị áp ha. Đó, dưới là cái van. Rồi cái van lấy hơi ra, công tắc on off thì nằm ở bên đây. Đó, rồi cái này thì nó cũng khá là tiện lợi cho anh em mà mình có thể ở chung cư hay là mình ở đâu mình cũng xài được, bởi vì nó rất là êm. Đó, rồi con này thì bên em đang bán với giá là 3,2 triệu bảo hành 1 năm nha anh em. Đó, 3,2 triệu bảo hành 1 năm. Còn nếu như mà anh em mình vẫn còn muốn một cái con mà nó to hơn nữa thì ở đây em có cái con này là 24 lít. Nó 24 lít là một trong những cái size mà cái bình thông dụng của anh em mà sử dụng gia đình. Đó. Rồi thì cái này á, là cái công suất của nó là 1,3 ngựa anh em ha. Áp vẫn là áp 8kg và cái bình này nó chứa được là 24 lít. Đó. Rồi ở dưới đây nó vẫn là cái van xả hơi anh em nha. Điện là vẫn là 220V luôn. Ở bên đây nó có cho mình hai cái đồng hồ hiển thị áp và một cái van ra nha. Rồi và ở đây nè, ở đây anh em có thể lắp vô nè hai cái bánh xe nữa. Ở đây em chưa lắp nha. Nó nếu như anh em lắp vô thì nó sẽ giống như trong hình như vậy nè anh em. Đó, rồi anh em có thể di chuyển kéo đi ha. Nó có cho mình một cái cây nữa nè, một cái thanh này để anh em mình xách đi nè. Đó, mình kéo hai cái bánh xe đi rất là gọn gàng nha. Rồi thì cái máy nén khí này 24 lít này thì bên em đang bán với giá là 3,9 triệu nha anh em. Đó, 3,9 triệu. Nó 3,9 triệu thì
bảo hành cho anh em 1 năm luôn. Còn nếu như anh em mà vẫn còn tìm một cái nhu cầu mà mình tìm một cái máy lớn nữa thì ở đây, đó, ở đây em cũng còn một cái loại giống như cái con 24 lít luôn, nhưng mà cái này là nó 50 lít nè. Nó cái ngoại hình thì nó như cái con 24 lít, cái bình nó chỉ to hơn thôi. Công suất thì cũng 1.3 ngựa anh em nha, áp 8 kg nha. Động cơ cũng là không dầu luôn. Động cơ không dầu thì nó rất là phù hợp cho anh em mà mình sơn á, mình sơn nè, hoặc là mình ví dụ có một số anh em làm nha sĩ mình sử dụng nó để mình mài răng đồ này nọ cũng được, bởi vì động cơ không dầu cho nên nó rất là vệ sinh. Đó, nó rất là đảm bảo cho sức khỏe của mình nha. Rồi cái con 50 lít á thì bên em đang bán với giá đó là 4.9 triệu anh em, cũng bảo hành 1 năm luôn. Rồi bây giờ tổng kết cuối lại thì em sẽ báo giá lại những cái mẫu này cho anh em ha. Rồi cái con 6 lít giá của nó 3.2 triệu, con 24 lít là 3.9 triệu. Còn cái con cuối cùng, con to nhất 50 lít, nó thì con này là 4.9 triệu. Rồi bảo hành đều là 1 năm cho anh em hết nha. Rồi anh em mình quan tâm tới cái mẫu máy nén khí nào thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái cân sức khỏe nha anh em. Đây là cái cân sức khỏe ha. Cái này là cái cân thông minh nha anh em. Khi mà anh em mua cái cân này về, nếu như anh em chỉ cân đơn giản thì là mình chỉ việc mình bỏ pin vô đây rồi mình cân cái trọng lượng cơ thể thôi. Nhưng nếu như anh em mà mình cân chuyên sâu hơn á thì mình tải cái app về, cái app của cái cân này về rồi mình kết nối Bluetooth với điện thoại, thì khi anh em cân á, khi mà mình cân á thì nó sẽ có một cái dòng điện rất là nhỏ nó phát ra và nó tính được là cái tỷ lệ mỡ ha, cái tỷ lệ mỡ nè, mỡ nội tạng nè, tỷ lệ cơ nè, đó, rồi cũng như là cái độ tuổi của anh em luôn. Đó, nó sẽ tính được như vậy, nó thông báo qua cái app điện thoại cho anh em để anh em có thể quản lý được ha, quản lý được là cái sức khỏe của cơ thể mình. Ví dụ nếu như mình mập quá hay này nọ thì mình có thể kiêng lại, hoặc anh em bớm thì mình có thể ăn bổ sung thêm. Hoặc là những anh em mà mình tập gym ha, mình tập thể thao đồ thì mình cũng cần có một cái cân như vậy để mà nó quản lý sức khỏe của mình. Rồi thì cái cân này á, là nó cũng rất là thông minh. Rồi cái này em đo sơ cái đường kính của nó cho anh em mình luôn nha. Cái này á, là chiều ngang của nó là 26cm nha. Rồi chiều dài cũng 26 luôn. Cái này là hình vuông nha anh em. Pin thì sử dụng pin tiểu ha, anh em chỉ việc lắp vô thôi. Và anh em lưu ý cái cân này nó rất là mỏng, cho nên khi mình đặt xuống á, mình đặt xuống nền á thì nó phải ở trên bề mặt phẳng anh em. Chứ nếu như anh em đặt có cái gì nó đội đội lên ở phần giữa này thì nó cũng sẽ không chính xác. Rồi thì cái cân này thì bên em đang bán với giá là 400k nha anh em. Nó cân sức khỏe thông minh 400k nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu xe đẩy 3 tầng anh em ha, của thương hiệu là CSBS. Đó, thì cái mẫu xe đẩy này có thể đẩy di chuyển đi rất là tiện lợi, rất là nhẹ nhàng bằng 4 cái bánh xe của nó nha anh em. Đó, 4 cái bánh xe này nó có thể là đẩy di chuyển đi tùm lum tùm la ha. Nó khi anh em để đồ đạc công cụ dụng cụ vô thì mình có thể đẩy đi được ha. Ở bên đây nó có cái tay cầm để cho mình đẩy đi nè. Nó khá là tiện lợi, rất nhẹ luôn nha anh em. Thì cái xe đẩy 3 tầng này của thương hiệu CSBS là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng anh em ha. Những anh em mà mình làm gara, đầu tư gara đồ thì hầu như đều biết những cái thương hiệu này rồi. Đó, cái này là nó chuyên xuất khẩu qua Mỹ, cho nên là ở bên Mỹ rất là nhiều cái gara sử dụng cái thương hiệu này. Rồi thì cái mẫu này là mẫu xe đẩy 3 tầng anh em ha. Nó anh em nhìn vô là mình biết rồi, nó có 3 cái tầng. Rồi và ở trên đây nó có cho mình một cái miếng đệm nè. Thật ra là 3 miếng đệm. Mỗi tầng anh em sẽ để cái miếng đệm lên để khi mình để đồ đạc lặt vặt nó không có bị trầy. Rồi thì cái này em cũng sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn ha. Rồi về cái mẫu xe đẩy này thì cái chiều dài của nó là 72 cm ha. Chiều dài là khoảng 72 cm. Chiều rộng nè. Chiều dài 72, chiều rộng là 43. Đó, còn về cái chiều cao từ dưới đất lên trên tới cái phần này là 76 anh em ha. Đó, 72 nhân 43 nhân 76. Rồi thì cái xe đẩy 3 tầng này ở phía dưới là nó có 4 cái bánh xe chịu lực, nói chung nó tải cũng rất là nặng anh em ha. Cỡ em mà em 70 mấy 80 kg em ngồi lên là đẩy thoải mái luôn á. Rồi thì nó gồm 3 cái tầng, 3 cái ngăn cho mình dày. Ở ngoài thì sơn tĩnh điện anh em ha, sơn tĩnh điện màu đỏ nè. Đó, đỏ nhám này nên nhìn nó đẹp lắm anh em. Đó. Sơn tĩnh điện màu đỏ nhám ở bên ngoài, nhìn rất đẹp anh em ha. Cực kỳ chắc chắn luôn, cái này mà hai người ngồi lên thì cũng được luôn nữa đó.
đó, cực kỳ chắc chắn nha. Và cái bảng này thì nó có hai màu, một màu đen và một màu đỏ, cả hai màu thì đều là màu nhám hết, cho nên nhìn nó cứng cáp và nó rất là đẹp. Rồi thì cái xe đẩy 3 tầng này thì bên em đang bán với giá 1.400.000 nha anh em. 1.400.000 một cái, tình trạng là mới 100% ha. Khi gửi đến anh em là em sẽ gửi full thùng cho anh em về ráp vô. Rồi, ok anh em nào quan tâm tới cái mẫu xe đẩy 3 tầng này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu đồng hồ để bàn của Seiko. Nó khá là đẹp anh em ha, hàng nội địa Nhật ha, làm bằng cái gỗ nè. Cái hộp gỗ rất là dày luôn anh em. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, tổng thể thì còn rất là đẹp luôn. Rồi, thường những cái mẫu đồng hồ này đã mấy chục năm rồi anh em. Đó, mấy chục năm mà nó còn đẹp như vậy ha anh em. Mua về chỉ việc là mình bỏ pin mình xài thôi. Rồi, cái này em đo sơ cái kích thước cho anh em hình dung nha. Rồi, chiều dài của nó là 36cm anh em ha. Chiều dài là 36 nè. Còn chiều cao là 23 anh em ha. 36 x 23. Và cái này độ dày của nó là siêu dày anh em nè. Đó, siêu dày nha. Nó dày khoảng 11cm. Đó, cực kỳ đẹp nha anh em. Kim của nó là kim trôi, không có tiếng động nha. Kim trôi không có tiếng động nha. Rồi, cái này á, cái mặt đồng hồ nè, đường kính của cái mặt đồng hồ là 17cm anh em ha. Đó, chiều cao của cái mặt đồng hồ này là 16cm. Đó, đây, cái mặt đồng hồ còn rất là sáng, rất là đẹp anh em nha. Rồi, nó của Nhật Japan. Rồi, tiếp theo thì em cho anh em coi cái ở trong nha. Ở đây, mở ra thôi. Đó, nó này là 500, anh em để vô là nó hít vô nè. Đó, mình để vô là nó tự hít thôi. Đó, rút ra. Rồi, sử dụng một cái viên pin tiểu anh em ha. Pin tiểu nha. Rồi, máy của Seikosa Japan. Tình trạng còn rất là đẹp luôn như vậy. Rất đáng để sưu tầm anh em ha. Thường sưu tầm những cái đồng hồ này á, vài chục năm sau thì nó cũng vậy thôi, không có mất đi đâu hết á. Rồi, ok anh em nha. Đó, kích thước như em đo rồi ha, em cầm trên tay cho anh em hình dung nè. Rồi thì cái đồng hồ này thì bên em, đồng hồ để bàn này thì bên em đang bán với giá là 1.500.000 nha anh em. 1.500.000 con đồng hồ để bàn gỗ như vậy ha. Nó của Seiko, kim trôi. Rất đẹp nha. Rồi, anh em nào mình quan tâm thì inbox cho em nha. Có một con duy nhất. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ bàn ghế sân vườn. Nó thiết kế rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, rồi. Cái này thì nó là bộ bàn ghế sân vườn. Nó gồm hai cái ghế và một cái bàn anh em ha. Và khi nhập về thì nó full thùng như vậy luôn anh em ha. Hàng nội địa Nhật cho anh em mình luôn nè. Đó, hàng nội địa Nhật nha. Và tình trạng nó là nó mới full thùng luôn. Rồi thì em sẽ nói sơ về cái kích thước cũng như cái thông số của cái bộ bàn ghế này. Thì đây là cái bộ bàn ghế, nó gồm hai cái ghế và một cái bàn anh em ha. Rồi cái chi tiết của nó thì nó làm thiết kế rất là đẹp luôn nha anh em. Nó thiết kế rất là đẹp ha. Tất cả đều bằng kim loại hết nha anh em. Đó, nó rất là chắc, rất là xịn luôn. Và cái này nó sơn tĩnh điện anh em ha. Đó, nó sơn tĩnh điện mã đồng vô nhìn rất là đẹp nha. Cực kỳ đẹp luôn á. Cái này thì anh em để ở ngoài trời, sân vườn đồ, bao nắng mưa luôn nha. Đó, rồi cái này thì em sẽ đo trước cho anh em là cái ghế nha. Rồi, cái ghế, cái mặt ghế á, thì nó khoảng là 37cm. Mặt ghế là 37cm. Còn chiều cao từ cái chân lên tới cái phần ngồi á, là 40.5cm. Đó, còn cái phần tựa lưng nè. Từ dưới đất lên tới phần tựa lưng luôn là khoảng là 85. Đó, 85. Rồi, còn về cái phần mà cái bàn thì anh em thấy cái đường kính của cái mặt bàn. Đường kính của cái mặt bàn là 59 anh em ha. Đó, đường kính của cái mặt bàn là 59 nha. Rồi, còn cái chiều cao. Chiều cao từ dưới đất lên tới cái phần mặt bàn thì nó là 68. Đó, rất là đẹp, thiết kế cực kỳ đẹp luôn ha. Thường những bộ bàn ghế như vậy mà anh em để ngoài sân vườn thì nó rất là sang, mà cũng như độ bền của nó thì nó rất là bền. Rồi, ok, thì cái này á, thì bên em đang bán với giá là 3.900.000 nha anh em. Tình trạng là hàng nội địa Nhật về full thùng như vậy luôn nha. Đó, 3.900.000 một bộ nha, gồm hai ghế một bàn.
Rồi thì anh em nào mình quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi thì hôm nay em mới về cho anh chị em mình được là mấy cái dòng đồng hồ cơ cổ hàng châu Âu cho anh chị em mình sử dụng luôn nha. Thì đây là cái mẫu đồng hồ treo tường nha anh em. Đó, cái này là em nhập trực tiếp ở bên châu Âu về luôn. Nó rất là đẹp ha anh em. Tình trạng còn rất là đẹp, mà những cái đồng hồ này á, thì nó cũng có tuổi thọ, nó cũng rất là lâu rồi. Nhưng mà những cái dòng đồng hồ cơ á, thì nó sẽ rất là bền theo thời gian, anh em sử dụng một cái vài trăm năm nó cũng còn nguyên dạng nha. Rồi thì bây giờ mình nhìn sơ vô thì mình thấy anh em ha, nó những cái mẫu đồng hồ cơ á, cái này là nó sử dụng là cái hộp gỗ anh em ha, nó cái thùng nó bằng gỗ cho nên là nó sẽ rất là bền, rất là đẹp luôn nha anh em, mà rất là sang trọng khi anh em mình treo lên tường nha. Đó, thì những cái mẫu này anh em mình treo lên tường hoặc trưng bày sưu tầm hoặc là biếu tặng gì đó thì nó rất là ý nghĩa nha. Rồi thì em sẽ quay vào từng cái mẫu cho anh em mình coi luôn nha. Rồi, ở đây em về cho anh em mình là một cái mẫu đồng hồ cơ. Đó, đây là đồng hồ cơ cổ mà cái dạng là mặt kính anh em ha. Đó, cái này thì khung của nó là bằng gỗ anh em nha. Đó, cái khung gỗ rất là đẹp luôn ha. Ở trong đây nè, cái mặt đồng hồ á, thì nguyên một cái tấm kính lớn ở ngoài. Đó, và nó hiển thị cho mình là cái quả lắc ha, cái quả lắc ở bên trong. Rồi thì cái này á, là về cái ngoại hình của nó tổng thể cũng còn khá là đẹp anh em nha. Mặc dù người ta sử dụng lâu với lại trong cái quá trình vận chuyển nó có những cái vết trầy nhẹ, nhưng mà anh em biết rồi ha, những cái khung gỗ á, thì nó trầy thì mình chỉ việc mình lấy đồ mình sơn lại thôi. Bởi vì á, ở trong cái quá trình mình sử dụng nhiều năm á, thì nó cái gỗ nó cũng sẽ những cái màu nó cũng sẽ bị bay màu, thì mình cũng lấy BU mình sơn lại anh em nha, để cho nó đẹp hoài. Rồi ở đây á, thì anh em thấy nó có những cái chi tiết bằng đồng ha. Những cái chi tiết bằng đồng nó tiện nè, nó tiện hai phần, trên và dưới luôn anh em. Nó ở trên và ở dưới luôn, rất là đẹp anh em ha. Và cái này là nó sản xuất tại Đức anh em ha, Made in Germany, sản xuất tại Đức nha. Rồi ngoại hình tổng thể thì khá là đẹp. Cái này là nó sử dụng cái là hai lỗ cốt, cứ mỗi 30 phút thì nó sẽ điểm chuông một lần cho mình nha anh em. Rồi thì cái này em cũng sẽ đo trước cái kích thước cho anh em mình, để anh em mình hình dung cũng như anh em mình biết được là cái kích thước của nó như thế nào nha. Rồi cái này về tổng chiều cao anh em ha, chiều cao từ ở dưới chân lên đây là khoảng 64cm anh em nha. Nó tổng chiều cao 64cm, còn cái phần chiều ngang đây thì là 25cm. Còn về cái phần chiều sâu á, thì nó là 13cm ha. Còn cái đường kính của cái mặt đồng hồ, riêng cái mặt đồng hồ trong đây thì khoảng là 15cm. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi thì bây giờ á, em sẽ mở bên trong ra. Nó nãy giờ là mặt ngoài, rồi bây giờ em sẽ mở bên trong ra cho anh em xem nhé. Đó, bên trong thì ở đây nó có một cái chốt nè. Nó cái chốt này á, mình gài vô, chỉ cần mở ra thì mình ghi mạnh ra thôi. Đó, ở bên trong này là nó có cho mình là ba cái gông anh em ha, ba gông ba búa nha. Rồi còn về cái phần mặt đồng hồ á, cái viền kim loại ở ngoài đây nó mạ vàng rất là đẹp anh em nha. Nó mạ vàng rất là đẹp ha. Rồi cái số của nó là số La Mã anh em nha, cái số La Mã. Rồi quả lắc cũng mạ vàng nha, rất đẹp. Đó, rồi đi kèm của nó là nó có cho mình là cái đồ lên cốt luôn nè anh em. Nó đi kèm nó có cho mình cái đồ lên cốt, anh em về chỉ việc là mình lên cốt rồi mình sử dụng thôi. Rồi cứ mỗi 30 phút là điểm chuông một lần thì cái đồng hồ này nó vẫn chạy bình thường ổn định anh em ha. Thường những cái mẫu đồng hồ cơ anh em mua về mình sử dụng thời gian nó bị bụi á, là mình lấy ra mình lau dầu thôi. Nó mình lau dầu là mình sử dụng hoài luôn anh em nha. Rồi cái này cứ mỗi 30 phút điểm chuông một lần, với lại là giờ chẵn sẽ điểm chuông một lần, thì em sẽ cho anh em nghe thử luôn. Đó,
thấy không? Thí dụ như là 1 giờ thì nó sẽ điểm 1 cái, 2 giờ thì nó sẽ điểm 2 cái, 3 giờ thì sẽ điểm 3 cái, và cứ mỗi 30 phút thì nó sẽ điểm 1 lần để thông báo cho mình ha. Đó. Đó, và tiếng chuông của nó là tiếng chuông bính bon nha anh em. Nó như anh em vừa nghe ha, âm thanh nó rất là vang, rất là dễ chịu mà cực kỳ ấm luôn. Nó không quá ồn nhưng mà nó lại vang, ở đâu mình cũng nghe được hết ha. Tiếng chuông rất là nhỏ và cái gông của nó cũng bằng đồng anh em ha. Nó những cái gông bằng đồng rất là đẹp ha. Cái con này tình trạng nó thì còn rất là đẹp luôn. Chỉ có cái mặt số nè. Nó cái mặt số ngay chỗ này thì nó hơi trầy trầy nhẹ, thì trầy là bình thường anh em nhé. Bởi vì trong cái quá trình người ta sử dụng đồ lên cót, người ta lên cót đó để đây người ta dặn nè, nó sẽ trầy nhẹ, nhưng mà tổng thể nếu như nhìn sơ ra thì anh em cũng không thấy gì ha, nó rất là đẹp. Nó bởi vì những cái mẫu đồng hồ lâu năm á, nó thì những cái chi tiết nó theo thời gian, theo dấu vết của thời gian là bắt buộc phải có nha anh em. Rồi ok, thì cái con đồng hồ này em sẽ lên cho anh em là mã số 1 nha anh em. Đó, con đồng hồ này thì em sẽ lên cho anh em là mã số 1 nha. Đồng hồ cơ treo tường, hàng châu Âu, mã số 1, sản xuất tại Đức anh em nha. Đó, rồi mã số 1 con này thì bên em đang bán với giá là 5 triệu nha anh em. Đó. Mỗi lần anh em lên code thì nó sẽ... cái đồng hồ nó sẽ chạy được khoảng 1 tuần nha anh em. Đó, code của nó là code tuần ha. Đó, giá là 5 triệu nha anh em. Rồi. Rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em một cái mã đồng hồ nữa. Thì cái mẫu đồng hồ này cũng rất là đẹp, rất là cổ điển anh em nha. Đó, rồi cái mẫu đồng hồ này thì anh em mình nhìn ngoại hình bên ngoài nha. Trước tiên ở bên ngoài thì anh em thấy cái hộp gỗ của nó cũng còn rất là đẹp nè. Đó, hộp gỗ còn rất là đẹp ha. Rồi, số của nó thì đồng hồ thì hiển thị giờ bằng số nha. Nó ở trên đây thì nó có trầy nhẹ xíu nha. Nó những cái vết trầy này là những vết trầy do thời gian, do vận chuyển từ châu Âu về thôi. Ở đây thì nó có những cái khe này, nó có những miếng bụi ha, anh em về mình vệ sinh lại nha. Tại cái này em mới nhập về, em cũng mới lau lại thôi. Nó chưa có kỹ thì anh em mình về mình vệ sinh lại. Với lại những cái vết trầy này nè, cái hộp gỗ thì nó trầy là bình thường anh em ha. Mình lấy cái BU của mình á, đó, mình quét lại là nó đẹp như mới luôn nha. Trong cái quá trình mình sử dụng thì mình lâu ngày á, nhiều năm mình cũng phải quét lại cho nó đẹp. Rồi thì bây giờ anh em mình nhìn vô tổng thể thì mình thấy ha, còn khá là đẹp nha. Rồi thì bây giờ nó tổng thể là như vậy. Thì tiếp theo em sẽ đo tiếp cho anh em là cái kích thước để cho anh em mình dễ hình dung nha. Về tổng chiều cao anh em ha, tổng chiều cao của nó là 66cm anh em ha. Từ đầu cho tới phần chân của nó là 66cm. Còn cái chiều ngang nè, chiều ngang này là khoảng 30cm anh em nha. Còn trong cái phần eo ở đây á, thì nó khoảng là 27cm. Còn về cái phần chiều sâu của nó thì nó khoảng là 13.5cm. Lên tới phần này thì khoảng 15cm. Rồi, khá là ok. Còn về cái đường kính của cái mặt số, đường kính của cái mặt số thì anh em thấy ha, nó khoảng 17cm nha anh em. Đó, đường kính của mặt số thì khoảng 17cm. Rồi, quả lắp thì... đó, bằng đồng, rất là đẹp. Rồi thì cái này em cũng mở bên trong ra cho anh em mình coi ha. Đó, đồng hồ thì hoạt động hoàn hảo ha anh em. Ở bên đây á, cái ổ khóa của nó là hai cái 500 anh em ha. Một đầu 500, một đầu ấy, cho nên để vô là nó hết thôi. Rất là tiện lợi anh em ha. Cũng sử dụng ba gông đồng anh em nha. Đó, cái này là sử dụng là ba gông đồng, ba búa, tiếng chuông bính bon nha. Rồi, máy giờ đồng hồ thì vẫn sản xuất tại Đức luôn nha anh em. Nó sản xuất Made in Germany, đi kèm nó có cái đồ lên code cho anh em luôn nè. Rồi, quả lắc bằng đồng nhìn rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, máy thì hoạt động hoàn hảo ha. Anh em mua về á, mình chỉ việc là mình lau dầu thôi. Nó lâu lâu, thỉnh thoảng mình lau dầu là mình sử dụng thôi. Những cái mẫu đồng hồ này thì anh em mình có thể là làm của luôn nha. Đó, sau này nhiều năm sau nó vẫn rất là giá trị ha. Đó. Rồi thì hai lỗ code anh em nha, hai lỗ code cứ mỗi 30 phút sẽ điểm chuông một lần nha. Rồi em sẽ cho nó chẳng giờ cho anh em nha.
rất là hay. Cái bộ máy của nó thì cũng rất là uy tín, rất là chất lượng luôn nha anh em. Rồi, cực kỳ đẹp anh em ha. Rồi, ok anh em. Thì đi kèm nó đầy đủ đồ link code cho anh em luôn ha. Mua về chỉ việc lau dầu treo lên tường chạy thôi, cũng không cần phải làm gì nha. Rồi, cứ mỗi 30 phút sẽ điểm chuông một lần ha. Nó thí dụ tròn giờ thì nó sẽ điểm theo số lượng giờ, còn 30 phút nè. Đó. Đó, 30 phút thì anh điểm báo hiệu cho mình biết là tròn giờ. Nó là tới nửa giờ rồi đó. Rồi. Ok, thì con này em sẽ lên cho anh em cái mã đi để anh em mình dễ lựa chọn nha. Rồi, con này em sẽ lên cho anh em là mã số 2 anh em nha. Đó, sản xuất tại Đức ha. Hàng nhập trực tiếp từ châu Âu về. Tình trạng còn khá là đẹp luôn nha anh em. Đó, tình trạng còn khá là đẹp. Con này thì mã số 2 giá là 4.2 triệu nha anh em. Đó, giá là 4.2 triệu ha anh em. Giá rất là tốt ha, từ châu Âu về. Rồi, ok, thì anh em mình quan tâm tới cái mẫu đồng hồ cơ của Đức treo tường này thì inbox cho em ha. Anh em mình mua mình có thể là sưu tầm, trưng bày, biếu tặng hay gì đó cũng rất là ý nghĩa nha. Rồi, tiếp theo thì em lên cho anh chị em là cái mẫu thước lá bên em nha. Đây là cái mẫu thước lá nè. Đó, hàng nội địa Nhật cho anh em mình coi luôn ha. Made in Japan nè. Đó, cái này là sử dụng cái thép không rỉ luôn. Cả hai mặt đều có thông tin luôn nha anh em. Cả hai mặt nó đều có là hiển thị luôn cho mình ha. cm ha. Và in. Đó, cm là của châu Á, in là của châu Âu nha. Rồi, thì cái thước này nó dài tối đa là 45cm nha anh em. Đó, thước này dài tối đa là 45cm. Thép không rỉ, tức là anh em xài suốt đời luôn cũng không hư nha. Đó, rồi cái cây thước này thì bên em đang bán với giá là 80k một cây nha anh em. 80k một cái cây thước như vậy. Dạ rồi, ở đây em lên tiếp cho anh em là một cái máy hàng gia đình nha. Đó, máy hàng sử dụng gia đình, cầm tay. Nó gọn gàng, có dây đeo đàng hoàng luôn cho anh em nha. Cái máy này tương đối nhẹ nha anh em, đi kèm nó đầy đủ các phụ kiện như là dây điện, thí dụ cái đề điện 220 nha. Đó, đây là máy hàng Sasuke, điện 220. Đó, nó sử dụng thí dụ như anh em kẹp que thông dụng là 3 ly trở xuống là ngon lành luôn nha. Rồi, đi kèm nó có là dây kẹp que, dây kẹp mát nè. Nó cái mặt nạ hàng nhẹ nè. Rồi, với lại dây kẹp que, kẹp mát cũng như là dây đeo nè. Đó, đầy đủ phụ kiện cho anh em mình luôn nha. Những anh em mà không biết gì về hàng cũng vẫn xài được luôn nha. Về chỉ cần cắm dây vô, đây phía sau nó có công tắc on off nè. Đó, mình mở công tắc lên rồi mình kẹp cái que vô. Còn ở đây á, là mình chỉnh lửa. Đó, mình chỉnh thí dụ như là mình hàng mà nó chảy nhiều quá, nó bị lủng lỗ á, thì mình giảm cái lửa lại. Để khi nào mà nó hàng vừa cháy được cái que, vừa cháy được cái que và cái miếng kim loại của mình không bị lủng nữa là ok. Đó, thì cái máy hàng này ai cũng xài được hết á, sử dụng gia đình là ngon lành nha. Hoặc anh em làm thầy thợ mà leo trèo á, trên cao sử dụng cái máy này cực kỳ tuyệt vời luôn, độ bền rất cao nha anh em. Cái máy này em xài 4 năm rồi ha, em xài là khoảng gần 4 năm rồi mà vẫn còn rất là ngon nha. Cho nên em nói là anh em sử dụng rất là tuyệt vời. Rồi, thì cái máy hàng này giá của nó là 1.250.000 nha anh em. Cái cây kéo cắt cành nha. Đó, đây là cái cây kéo cắt cành rất là xịn sò luôn ha. Cái này là của Nhật nha anh em. Đó, đây. Nó cái kéo cắt cành này á, là nó sử dụng cái sắt là SK5 cho nên nó rất là cứng ha. Ở đây á, thì nó có cho mình là nó sử dụng nhíp nè. Anh em thấy không? Cái này là cái nhíp nha. Cái nhíp này thì nó cái độ bền sẽ cao hơn cái lò xo rất là nhiều lần luôn nha anh em. Đó, rồi thì cái này á, là anh em mua về cắt rất là ngọt nha. Cắt thoải mái luôn á. Đó, cái này là bao cho anh em cắt luôn. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là 190k nha anh em. 190k một cái cây kéo cắt cành như vậy nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái bộ combo khoan pin. Đó, giá cực kỳ tốt luôn cho anh chị em mình ha. Cái này là của thương hiệu là Nisio nha anh em. Đó, combo khoan pin của thương hiệu là Nisio. Rồi, thì cái combo này nó cũng khá là đầy đủ cho mình để anh em có thể sử dụng gia đình ha. Cái thứ nhất thì cái thân máy cũng tương đối nhỏ gọn nè. Đó, thân máy tương đối nhỏ gọn ha. Rồi, đi kèm nó trọn bộ của nó là gồm là cho anh em mình là hai viên pin. Đó, và một sạc. Rồi, sạc này là sạc được điện AutoVolt luôn nha anh em, từ 100 cho tới 220 luôn. Rồi, thì cái này chỉ việc anh em gài pin vô là xài thôi. Đó, có đảo chiều ha, đảo chiều radio nè, dưới đây cấp độ 1-2 nè. Rồi, ở đây có các cái cấp số trượt để dành cho anh em mà dặn máy bắn dít rồi ha. Đó, khá là ok ha. Với lại cái đầu kẹp của nó là đầu kẹp 10 ly nha anh em. Đó, nó kẹp tối đa mỗi khoang được 10 ly nha. Đó, rất là hay luôn ha.
Rồi ở trên đây nó có cái cân thủy cho mình để trong quá trình mình khoan cho nó vô thẳng cũng khá là ok nha. Rồi đi kèm nó thì nó có cho mình luôn những cái mũi vít thông dụng nè. Đó, hai cái đầu vít dẹp với vít ba ke nè. Và trong đây, trong cái bộ phụ kiện của nó thì nó có luôn. Nó có luôn cho mình mấy cái đầu vít anh em ha. Nó vít dẹp, vít ba ke và mấy cái mũi khoan nè. Đó, mấy cái mũi khoan sắt, khoan gỗ ha. Rồi còn cái đầu này thì anh em có thể mở ốc được luôn nha. Rồi đại khái nó cũng đầy đủ cho anh em mình sử dụng gia đình. Đó, với một cái máy khoan nhỏ gọn, cầm tay, tiện lợi ha. Đầy đủ các chức năng cho anh em mình để mình xài gia đình, mình dặn mở tháo ốc vít đồ. Các chi tiết ha, và quan trọng ở đây nó có cho mình một cái đầu này nữa. Đầu này là đầu nối anh em. Cái đầu nối dài như vậy nè, để em gặn cho anh em xem. Đó, cái đầu nối dài này á, là khi mà anh em có thể mở những con ốc trong cái kẹt. Ví dụ bình thường á, cái co nè, nó có một cái co nhỏ nè, anh em thấy không nè. Đó, nó có cái co nhỏ anh em dặn nó cũng được luôn nè. Đó, anh em thấy ha. Đó nè. Trong những cái không gian chật hẹp á, mà anh em đưa cái đầu này vô, anh em uống nó đi hướng nào thì nó đi theo hướng đó để anh em có thể dặn ha. Đó, nói chung cái này cũng khá là hay. Rồi, thì cũng đầy đủ phụ kiện cho anh em mình ha. Rồi, trọn bộ gồm một máy, hai pin, một sạc thì bên em đang bán với giá là 600k. Rồi, cái này là của thương hiệu là Nisio nha anh em. Đó, Nisio, khá là xịn sò. Rồi, ok. Thì cái này anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình dùm em nha. 600k nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là hai cái mẫu cần câu tay. Nó rất là đẹp luôn nha anh em, carbon. Rồi, hai cái mẫu cần câu này á, thì nó dài là 3m6 anh em ha. Đó, rất là đẹp nha. Đó, ở đây nó có cho mình một cái khoen nhẫn để mà để vô trong đây luôn nè. Nó cực kỳ đẹp. Rồi, hai cái cây này thì nó bằng kích thước nhau ha. Đều làm bằng carbon hết, rất là đẹp luôn nha. Rồi, anh em xài thì chỉ việc mình mở cái đầu này ra thôi. Đó, mình rút ra. Nó thì 3m6, carbon nó rất là thẳng anh em ha. Đó. Rồi, cái này thì thích hợp cho anh em mà mình câu, mình thích câu cá, cá rô, cá trê nữa anh em. Đó, đây nè. Anh em thấy không? Nó rất là thẳng ha, kích thước là 3m6. Rồi, anh em câu cá rô, cá trê, câu sông đồ khá là ok ha. Cái này thì độ cứng của nó là 4H nha anh em. Đó, độ cứng 4H, cái độ dài là 3m6, cho nên là anh em có thể mình câu được cá khoảng 3kg đổ lại ha. Ngon lành. Đó. Rồi, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, hai cây đều làm bằng carbon. Kích thước thì tương đương nhau. Độ cứng cũng là như nhau. Đó, anh em cũng như là mình thích màu nào thì mình lấy thôi. Đó, rất là dẻo, rất là dẻo. Thường mình câu cá rô được ha, câu sông, câu ao hồ, sông suối rồi đó. Đó, mình câu bằng những cái mẫu cần câu này thì nó rất là đã. Bởi vì cái thứ nhất là gọn, nhẹ. Cái thứ hai thẩm mỹ cao. Và cái thứ ba là nó rất là dẻo. Mình câu cá, mình giật những con cá lên á, thì nó rất là đã tay. Rồi, thì cái này á, thì bên em bán với giá là đồng giá là 350 một cây nha anh em. Đó, anh em thích cái màu nào thì mình lấy ha. Nó có cái màu đỏ với lại cái màu xám thì đại khái như vậy thôi. Còn tất cả hai cây thì đều làm bằng carbon. Đó, rất là đẹp nha. Cán thì nó to. Rồi, ok. Anh em mà mình quan tâm tới mẫu cần câu nào thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình dùm em nha. Dạ rồi, ở đây thì nay em mới về lại được cho anh chị em mình là một cái lô gậy bóng chày nha anh em. Đó, đây. Đây là cái lô gậy bóng chày của Hamasu ha anh em. Đó, Hamasu, hàng nội địa Nhật nha. Rồi thì cái gậy bóng chày này ở bên Nhật thì người ta chơi bóng chày rất là nhiều nha anh em. Đó, ở bên Nhật thì người ta chơi bóng chày, người ta tập luyện rất là nhiều. Còn ở Việt Nam mình thì anh em có thể mua để trưng bày tập luyện cũng được ha. Nó mình đánh nè, mình quơ, mình đánh nó cũng rất là tốt cho sức khỏe nha. Và cái thứ hai nữa, một cái rất là quan trọng nữa là anh em có thể để trên xe ô tô hoặc là mình có để ở, có thể để ở trong nhà đó để mà mình phòng vệ anh em ha. Bởi vì nó là cái dụng cụ thể thao cho nên nó là thuộc dạng là phòng vệ chính đáng anh em ha. Dụng cụ thể thao cho nên khi mà anh em để trên xe ô tô cũng không có vấn đề gì luôn nha. Đó, cái này thì nó dài khoảng là 71cm. Đó, nó dài khoảng 71cm nè anh em. Đó, nó rất là vừa vặn ha. Đó, nó rất là vừa vặn để anh em mình sử dụng nha. Rồi, ok, thì cái này tình trạng nó là như em quay anh em ha, chưa qua sử dụng luôn nha. Rồi, cái cây này thì bên em đang bán với giá là 400k một cây nha anh em.
đó, gậy bóng chày hàng nội địa Nhật nha, 400k một cây, màu đen rất là đẹp luôn nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái cần lực nha anh em, đó cần lực của Astro Rù Đúc nha, đó hàng nội địa Nhật cực kỳ xịn sò cho anh em luôn, tình trạng là hầu như là người ta có chưa có xài luôn anh em. Đó cái này thì nó về cái dạng không có hộp thì nó bị cạ qua cạ lại, bị trầy thôi ha, chứ về cái nó về cái đầu tiếp là mình thấy có vẻ như chưa xài luôn ha. Ở đây có đảo chiều nè, đó đảo chiều trái phải gì đó tùy anh em nha. Rồi thì cái này á là anh em còn anh em chỉnh cái lực dặn, thí dụ anh em muốn dặn bao nhiêu á thì anh em chỉnh ở trên đây đó. Rồi cái này là nó dài khoảng là 42 4, tầm khoảng 45 cm nha anh em, đó nó dài khoảng 45 cm nha, của Astro Rù Đúc nha, của Nhật nha, nội địa Nhật. Rồi cái này thì bên em đang bán với giá là 750 cây nha anh em, 750 một cây ha, nó cần lực của Nhật nha. Dạ rồi, ở đây thì em lên cho anh em là một cái máy dặn vít của Boss anh em ha. Đây là cái máy dặn vít của Boss, máy dặn vít cầm tay của Boss rất là nhỏ gọn luôn nè. Đó thì anh em mà mình sửa chữa điện tử, máy móc hoặc làm những cái tấp lô điện, những cái loại mà ốc vít nhỏ rồi ha. Rồi thì mình sử dụng cái máy này cực kỳ ngon nha anh em. Rồi cái này là hàng chính hãng của Boss anh em ha. Đó, Boss Germany nha. Rồi thì cái này á là nó rất là dễ dàng, anh em cầm vô thấy như một cái mũi vít dặn cầm tay thôi. Nó rất là đơn giản ha, chỉ việc là anh em muốn nè, ve lui là dặn ra, còn này là dặn vô, còn bấm công tắc là nó chạy thôi. Đó, ok anh em ha. Rồi, nó dặn rất là khỏe cho mình luôn nha. Rồi, thì cái này á là đi kèm nó, nhà sản xuất cho mình hai cái mũi vít nè. Đó, một mũi BH1, một mũi BH2. Nhưng riêng khi anh em mua bên em thì bên em sẽ tặng kèm cho anh em thêm hai mũi luôn. Đó, cái này là cũng là mũi vít Boss chính hãng luôn nha anh em. Đó, rất xịn nha. Rồi, thì thật ra là khi sử dụng những cái máy này thì anh em sử dụng những cái mũi vít này thì không bao giờ hư được đâu. Rồi, thì cái này nó còn một cái nó cũng khá là hay là khi anh em không cần bấm luôn, nhưng khi anh em đè vô nó cũng sẽ chạy anh em hết nè, em đè vô, đó. Nè, ví dụ như là mình đè vô, đó thấy không? Tự động đè vô thôi là nó chạy rồi, kiểu như cái con ốc mình nhấn vô là nó tự động nó xả ra hoặc nó siết vô theo cái ý muốn của mình điều chỉnh ở đây. Rồi, ok, và cái này á thì tình trạng nó là chưa qua sử dụng anh em ha. Nó Boss chính hãng bảo hành 6 tháng nha anh em. Rồi, ok cho anh em, nó có kèm cho mình là một cái hộp như vậy. Cái hộp này nó cũng khá là hay anh em ha. Ở mặt trên anh em có thể đựng mũi nè, ở mặt dưới này mình có thể mình mở bỏ thêm một số cái phụ kiện, những cái đồ lặt vặt linh tinh ở dưới đây luôn. Và đi kèm nó có cho mình luôn là cái cáp sạc nha anh em. Đó, thì cái máy dẫn vít này mình xài hết pin rồi mình sạc thôi. Rồi thì cái này nó sẽ rất là phù hợp cho anh em mà mình hay dặn vít rất là nhiều, mà những cái con vít con ốc nhỏ rồi đó thì sử dụng cái này rất là tuyệt vời nha anh em. Rồi ok anh em ơi. Rồi cái máy dặn vít của Boss này thì bên em đang bán với giá là 950k nha anh em, 950k một cái máy dặn vít của Boss. Nó chỉ riêng bên em khi anh em mua thì bên em sẽ tặng cho anh em thêm là hai mũi vít Boss ha, chính hãng của 7 luôn. Rồi ok, anh em nào quan tâm thì inbox cho em nha. Rồi tiếp theo thì trong cái kiện hàng Nhật đợt này em về được cho anh chị em mình là mấy cái mẫu máy lọc không khí của Dyson anh em ha. Đó, nói tới Dyson là anh em mình biết rồi ha. Đó, một trong những thương hiệu rất là cao cấp, rất là đẳng cấp từ châu Âu ha. Cái này là của thương hiệu là Dyson. Dyson này là thương hiệu của Anh Quốc nha anh em. Đó, mà cái lô này thì là hàng nội địa Nhật, em nhập ở bên Nhật về. Nó cái đợt này về thì nó may mắn cái tình trạng của nó là mới, chưa qua sử dụng full thùng luôn nha anh em. Rồi thì bây giờ em sẽ mở thử sơ ra cho anh em mình coi ha. Đó. Rồi trước tiên thì anh em mình thấy ha, cái cục adapter rất là to ha. Nó adapter chính hãng của Dyson nha, rất là to nha. Rồi tiếp theo của nó là cái remote nè. Đó, có đầy đủ adapter và remote cho anh em mình luôn nha. Rồi, còn đây là cái mẫu máy lọc không khí ha, nó thiết kế rất là đẹp luôn nha anh em. Đó. Rồi, ok, rất là cao cấp. Những anh em mà mình hay đi trung tâm thương mại như mình vô là Vincom nè, Landmark nè, đó, hay là mình đi những cái trung tâm thương mại lớn thì nó có cái store của Dyson thì anh em có thể vô để chiêm ngưỡng thử ha. Nó những cái đồ của Dyson là giá từ 8, 9, 10 triệu, mười mấy 20 triệu không à, không có rẻ nha anh em. Đó, rồi thì cái này bây giờ em cũng ghim thử điện em test cho anh em mình luôn nha.
Rồi thì cái này về á là qua adapter này cho nên là nó sử dụng điện là điện auto volt nha anh em. Auto volt tức là từ 100 cho tới là 220 luôn ha. Đó, cái này á là hàng nội địa Nhật thì điện của Nhật là 100V là nó xài được rồi, nhưng mà nó xài luôn được điện cả điện 220 của mình luôn. Rồi ok anh em ha. Đó. Wow, nó chạy cái hơi mát cũng khá là mát anh em nha. Ở đây á cái lọc không khí này á là nó vừa là có chức năng quạt luôn anh em, nó vừa lọc không khí mà nó vừa quạt luôn ha. Nó ở đây nè cho nên là em cảm giác nó rất là mát nè. Đó, không có cái gì để em thử được ha. Để em lấy thử một miếng giấy để em thử cái lực gió cho anh em mình xem ha. Đó thì ở đây cái điều khiển này mình cũng có điều khiển được là tắt mở nè, quay qua quay lại nè, nó hoặc là cái cấp độ tăng giảm nè, nó em giảm 9 nè, 8 nè, 7 nè, 6 nè, còn em tăng lên nè 7, 8, 9, 10 nè. Đó. Rồi đây nè, em thử cái lực gió cho anh em coi nè, anh em thấy không? Đó, rất ngon lành anh em ha. Cái này thì nó là hai chức năng, vừa quạt và vừa lọc không khí nha anh em. Đó, vừa quạt và vừa lọc không khí ha. Cái thứ nhất là nó rất là đẹp, và cái thứ hai là nó cái công dụng của nó rất là tuyệt vời, quạt mát và lọc không khí ha. Đó, anh em coi cái lực gió của nó nha, quá là ok. Rồi thì cái này á là đi kèm của nó là có cái remote luôn cho mình ha. Đó. Rồi em bấm tắt đi, em bấm tắt trước cho anh em mình ha. Rồi khi bấm tắt xong rồi bây giờ em sẽ đo cái kích thước này để anh em mình hình dung nha. Rồi tổng cái chiều cao từ ở dưới đất lên tới cái đỉnh của nó là khoảng là 41cm anh em ha. Khoảng là 41cm nha. Rồi tiếp theo là em sẽ đo cái dòng này. Cái dòng trên của nó ở trong đây nó bấu là hơi nhỏ anh em ha, là 21 nè. Nhưng mà nếu như ra tới đây chắc khoảng là hết cái vòng tròn lớn của nó chắc khoảng là 24 anh em nha. Rồi còn cái này thì ở đây nó có hiển thị nè. Nó có hiển thị khi em tắt mở là nó hiển thị lên đây nè. Đó, cấp độ ở trên đây nha anh em. Xây phải, xây trái nè. Đó. Rồi, ok. Rất là xịn sò, rất là đẳng cấp luôn nha anh em. Rồi, cái này thì cái chức năng của nó là quạt gió và lọc không khí anh em ha. Nó có một cái màn lọc ở đây nè. Trong cái quá trình mà mình sử dụng lâu lâu á thì nó bị dơ cái màn lọc thì mình mở ra mình vệ sinh cái màn lọc lại thôi nha. Rồi, rất hay, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, rồi thì cái lọc không khí và cái quạt và lọc không khí của Dyson này thì bên em đang bán với giá đó là 3.2 triệu. 3.2 triệu cái đợt này về em về là có vẻ được là 3 màu nha anh em. Đó, 2 hoặc 3 màu gì đó, cái này là một màu nè, cái này là một màu nè, nó có màu trắng nữa nè anh em ha. Cái màu em quay là màu đen cam, còn nó có một cái màu trắng nữa nè. Rồi thì nó như nhau, đồng giá với nhau, anh em thích cái màu nào thì inbox cho em nha. Rồi giá là 3.2 triệu. Sử dụng điện là điện auto luôn nha anh em, từ 100 cho tới 220 luôn nha. Rồi anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu thùng đồ nghề. Đây là thùng đồ nghề rất là xịn sò, hàng Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ nha anh em. Thì cái thùng này á, em nói sơ về cái trọng lượng của cái thùng này là 7.6 kg. Đó, cái thùng không này là 7.6 kg thì nó có cái quai sách ở trên đây nè. Rồi ở đây thì nó có cho mình là một cái ổ khóa ha. Đó, đây có một cái ổ khóa thì khi mở ra, đó trong đây nè cũng rất là rộng luôn nha. Anh em có thể đựng máy khoan đồ các thể loại trong đây luôn. Thậm chí những chị em mình cũng có thể là mình đựng đồ trang điểm, son phấn, giấy tờ gì cũng rất là ok. Đó, còn dưới đây nó có thêm cho mình nữa nè. Đó, đây, ở dưới đây nó có thêm cho mình là 3 cái ngăn. Đó, đây. Ở đây nó có thêm cho mình là 3 cái ngăn nha anh em. Đó, 3 cái ngăn nhỏ để mình kéo ra nè. Đó, mình có thể mình kéo ra ha, 3 cái ngăn này. Đựng được rất là nhiều cái đồ luôn. Rồi thì cái thùng này á thì để em đo sơ cái kích thước cho anh chị mình coi luôn nha. Về trọng lượng của nó thì em mới vừa báo xong là 7.6 kg. Còn về tổng cái chiều dài của cái thùng này nè, nó là 52cm nha. Đó, tổng chiều dài là 52cm, chiều cao của nó là 30 nha. Đó, và chiều rộng của nó nè, cũng như chiều sâu ha, là 22. 52 x 22 x 30. Đó, tương đối là đựng được rất là nhiều cái đồ cần thiết cho mình luôn nha anh em. Đi kèm nó có cái ổ khóa luôn nè. Đó, khi anh em bỏ đồ vô đây mình khóa lại thì cái tủ này không có mở lên được. Rồi, ở đây nó có hai cái ngăn khóa gài ở bên hông nữa. Rồi, thì cái này rất là ok, rất là xịn nha. Ở bên Mỹ người ta đặt Việt Nam gia công á. Gia công qua Mỹ xong cái lô này rồi thì nó dư ra. Thì bây giờ nó sẽ còn, em còn là vài chục cái thôi. Hết là hết luôn nha anh em. Rồi, thì cái này bên em đang bán với giá là 1.250.000 nha.
thùng đồ nghề hàng Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ nha. Rồi 1.250.000. À rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em mấy cái mẫu máy xay sinh tố cũng như là máy xay rau củ quả. Đó, mình xay rau củ quả, mình xay hạt ha. Đó, bên em luôn nha. Rồi thì đầu tiên thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy xay của Hamget anh em nha. Đó, hàng nội địa Nhật và anh em lưu ý ha, điện của nó là điện 100V nha anh em. Đó thì cái này á nó đây. Cái bình của nó ha, bình của nó được 1 lít nè anh em. Đó, bình của nó 1 lít ha. Cái lưỡi răng này thì anh em có thể mình xay sinh tố hoặc là mình xay ba cái rau củ quả đồ cũng rất là ok luôn nha anh em. Công tắc thì ở đây có một cấp độ tắc nè, rồi 1 2 3, nó đơn giản vậy thôi. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là 400k nha anh em. Đó, cái này để cho anh em với giá là 400k nha. Rồi, tiếp theo thì tới một cái loại máy nữa, cái này cũng là xay rau củ quả luôn nha anh em. Đó, rau củ quả ha. Cái này công suất là 280W, điện 100V nha anh em. Đó, rất là xịn sò ha. Đó, rồi cái này của thương hiệu là Michiba. Đó, rồi rất là xịn sò nha anh em. Rồi cái này thì giá của nó là 800k nha anh em. 800k, chỉ có cái duy nhất thôi. Đó, anh em có thể là mình xay rau củ quả nè. Đó, hoặc là mình xay hạt đồ cũng được anh em nha. Đó, rất là đẹp luôn ha. Đó, hàng nội địa Nhật về được cái đẹp này. Rồi tiếp theo là em lên cho anh em một cái mẫu máy xay sinh tố anh em ha. Nó cái này thì nó cũng hơi cổ cổ ha, nó có cái nắp đậy nè. Đó, cái này thì nó cũng rất xứng đáng cho anh em mình sưu tầm luôn nha anh em. Rồi cái bình của nó bằng thủy tinh anh em ha, cái bình bằng thủy tinh nè. Và cái dung tích của cái bình này là 720ml. Tới đây là khoảng 720ml, còn nó đầy chắc là hơn xíu. Rồi. Thì cái này công tắc của nó nè. Tắt mở ở đây nè, chế độ nhẹ nè, chế độ mạnh nè, tắt nè. Đó, và cái này công suất của nó là 160W anh em ha. Điện vẫn là điện 220. Ủa, điện của nó là điện 100V chứ. Đó, điện của nó là điện 100V nha. Anh em lưu ý ha, hàng nội địa Nhật là điện 100V nha anh em. Đó. Rồi, con này thì tình trạng cũng còn khá là đẹp anh em ha. Rất là xứng đáng sưu tầm ha. Đó, cái này bằng thủy tinh, rất là dày dặn ha. Rồi, ghim điện là chạy thôi, những cái này nè nó rất là bền bỉ. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là 1 triệu nha anh em. Cái này là 1 triệu nha. Đó, giờ anh em lưu ý ha, máy xay sinh tố thì nó có rất là nhiều loại. Đó, nó có rất là nhiều loại cũng như cái giá của nó cũng khác nhau. Cho nên là thường những cái dòng mà xịn thì giá nó sẽ cao hơn bình thường xíu nha anh em. Rồi, thì anh em mình quan tâm tới cái mẫu nào thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, thì nay ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái dòng xe đạp thể thao của Maruti. Nó rất là xịn sò, rất là đẹp luôn nha anh chị em. Rồi thì anh chị em mình nhìn vô là mình thấy cái thiết kế của nó rồi ha, rất là hiện đại nha. Đó, những dòng xe đạp thể thao đời mới bây giờ thiết kế cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Cái khung sườn anh em nhìn thấy ha. Đó, khung sườn ha, cái dây này nó âm trong sườn luôn nè, nhìn khá là đẹp nha. Rồi thì cái này mình nhìn qua tổng thể thì anh em sẽ thấy ha, cái hệ truyền động của nó là nè, đó, Shimano nha. Đó, hệ truyền động Shimano. Ở phía trước là 3 dĩa, ở phía sau là 7 líp anh em ha, 3 dĩa và 7 líp nha. Còn về cái hệ thống thắng thì nó gồm là hai cái đĩa thắng trước sau anh em ha. Đó, một cái đĩa thắng phía trước nè và một cái đĩa thắng phía sau. Tổng thể thì rất là đẹp luôn. Và cái con này á thì nó có cho mình là hai cái phuộc anh em ha. Phuộc trước nè, đó, và phuộc sau. Đó, cái phuộc trước và phuộc sau. Nó giúp cho mình á chạy địa hình hay vận hành nó rất là êm ái nha. Rồi, còn về cái phần yên thì anh em thấy ha, yên cũng là yên thể thao nha. Rồi, còn cái cùm củ đề ở đây á thì cứ là Shimano, 3 dĩa 7 líp ha. Rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, thì cái này á anh em mình nhìn qua là mình thấy ha. Nó thiết kế cái màu đỏ đen cực kỳ thể thao luôn nha. Nó những cái màu pha như vậy là em cực kỳ thích luôn. Nó không biết ý kiến của anh em như thế nào ha. Rồi, thì cái này á là nó là cái yên này anh em có thể tăng giảm được chiều cao nè. Nó, và cái này là chiều cao của nó cũng khá là thông dụng luôn anh em ha. Tức là chiều cao anh em có thể tăng giảm từ 1m4 cho tới 1m85 anh em vẫn chạy được luôn nha. Thì tức là anh em tập luyện thể dục cũng được, chạy địa hình cũng được, mà mình có thể mua cho con em đi học cũng khá là ok ha. Nó, xe đạp thì là một trong những cái môn thể thao mà rất là tốt cho sức khỏe nha. Cái kích thước của cái bánh xe là 26 nha anh em.
Đó, 26 nó thích hợp cho anh em là từ 1m4 cho tới 1m85 nha. Và bên em đang về đợt này thì nó có được cho mình là hai màu, một màu là màu đỏ đen như vậy nhá, một màu là màu cam đen, thì cả hai màu thì đều rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, ok, giá của xe đạp này bên em đang bán với giá là 3.3 triệu nghe anh em. 3.3 triệu, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy lọc không khí của thương hiệu Panasonic hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, thì cái mẫu này thì đợt này em về nó khá là đẹp cho anh em mình luôn nha. Đó, rồi, thì anh em mình thấy ha, nó thiết kế của cái mẫu này cực kỳ đẹp nha. Rồi, thì cái con này á, em sẽ cho anh em coi sơ cái công suất ha. Công suất của cái mẫu máy lọc không khí này là 52W nha anh em. Điện là của Nhật là điện 100V. Và cái con lọc không khí này thì em sẽ nói sơ qua cái chức năng của nó nha anh em. Thì tất cả những dòng máy lọc không khí thì hầu như là nó này đều có chung cái chức năng là nó lọc không khí nè, lọc bụi nè, khử mùi nè, ion hóa không khí nè. Và một cái chức năng cũng rất là quan trọng nữa, đó là chức năng bù ẩm. Rồi, thì cái nguyên tắc hoạt động của nó thì nó sẽ hút một cái lượng không khí vô trong cái máy này và thải ra một cái không khí đã lọc rồi. Đó, ở bên Nhật người ta là rất là quan tâm tới vấn đề sức khỏe, cho nên hầu như nhà nào cũng có một cái máy lọc không khí hết, cho nên hầu như người ta sống rất là lâu. Đó, rồi, còn á, cái chức năng quan trọng là như em nói là cái chức năng bù ẩm. Thì bù ẩm là một cái chức năng mà anh em bên hông nè, nó đều có một cái ngăn nước. Anh em bỏ nước vô trong cái ngăn này. Đó, anh em bỏ nước vô trong cái ngăn này thì anh em đóng lại. Trong cái quá trình mình sử dụng, mình chọn cái chế độ bù ẩm. Thì ví dụ như là anh em hay ở máy lạnh nè, hay ở những cái môi trường khô nè, những anh em hay bị khát nước, bị khô, hay là những cái môi trường mà nó oi bức, nó bị khô á, thì mình sử dụng cái chế độ mà bù ẩm thì nó sẽ làm dịu cái không khí lại. Nó làm cho mình cảm giác rất là thoải mái. Thật sự là anh em ngồi gần những máy lọc không khí thì mình sẽ cảm giác rất là thoải mái nha. Đó, rồi thì bây giờ em sẽ đo sơ cái kích thước trước cho anh em mình luôn nha. Rồi, kích thước của cái mẫu máy lọc không khí này là chiều cao của nó là khoảng 60. Đó, chiều cao là khoảng 60 nha anh em. Khoảng 59 ha. Đó, rồi. Chiều ngang của nó là 32 nè. Còn về cái độ dày ha anh em. Cái độ dày của nó là 24. Đó, 59 x 32 x 24 anh em ha. Đó, đo coi nó có phù hợp với cái nhu cầu cũng như không gian của anh em hay không. Với một cái máy lọc không khí mà công suất 52W như vậy là nó cũng thuộc dạng là hàng công suất cao trong cái dòng máy lọc không khí anh em ha. Đó, cho nên là anh em ví dụ như là 52W thì nó cũng như một cái bóng đèn thôi. Anh em có thể mình mở cả ngày, nó suốt ngày sáng đêm gì đó mình mở. Nó ở trong phòng ngủ cũng được, phòng khách cũng được ha. Thường những cái mẫu máy cỡ này thì anh em lọc được trong cái phòng khoảng 30m² là ok. Nó 30m² đổ lại thì nó rất là ok nhé. Đó, còn về cái phần ở đây nè, nó ở đây nó có cái lưới lọc, thì trong cái quá trình mình sử dụng lâu ngày, nó mình có thể lấy cái lưới lọc ra vệ sinh, hoặc là lâu năm thì mình có thể mình thay lưới lọc cũng được. Cái lưới lọc này á, thì ở ngoài thị trường bán vài trăm ngàn thôi. Đó. Rồi thì bây giờ em sẽ ghim vô điện em test thử cho anh em mình luôn nha. Đó, em ghim vô điện, điện 100V ha. Hàng nội địa Nhật, điện zin của Nhật là điện 100V. Đó, thì ở đây nè, có cái nút on off bật lên thôi. Rồi còn ở đây là anh em chọn chế độ. Thật ra nó có mấy nút mà anh em chọn vài lần là anh em sẽ quen nha. Đó, chế độ mạnh nè, chế độ nhẹ nè, chế độ ban đêm khi ngủ nè. Nó cái chế độ khi ngủ là nó sẽ không có ồn ào luôn. Đó. Còn em thì em hay thích chế độ mạnh để cho nó khỏe. Cái chế độ mạnh thì nó mát anh em ha. Đây nè. Đó, anh em thấy không? Cái lượng gió bay ra ha. Đó, đây nè. Đó. Nếu như anh em ngồi gần nó thì mình có cảm giác như là nó gần giống như chức năng của một cái máy quạt nha anh em. Nếu như mình ngồi gần nó thì mình thấy nó cái chức năng nó giống như một cái máy quạt ha. Nhưng thật sự là nó đã lọc không khí rất là nhiều. Nó đã hút một cái lượng khí bụi bẩn vô và nó thải ra cái không khí trong lành hơn. Mình ngồi gần mình sẽ nghe rất là khỏe nha anh em. Rồi, ok, thì cái con này tình trạng khá là đẹp ha. Đó, y như là em quay luôn. Rồi, y như vậy. Thì cái con này bên em đang bán với giá là 1.7 triệu nha anh em. Đó, con này thì giá là 1.7 triệu ha. Và điện zin của Nhật là điện 100V.
Nó là giá 1,7 triệu. Nếu như anh em nào mà mình có nhu cầu sử dụng điện 220 thì bên em kỹ thuật sẽ lên điện 220 cho anh em luôn. Thì giá của nó là 1,8 triệu. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Cái này mình có thể mua để trong nhà hoặc mua cho những người lớn tuổi thì rất là tuyệt vời. Rồi, ok. Điện zin của Nhật là giá 1,7 triệu, còn lên điện 220 là 1,8 triệu. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bàn xếp gọn anh em nha, để cho anh em đi camping, cắm trại, dã ngoại gì đó mà mình sử dụng ha. Thì cái này đi kèm nó có cái túi vải luôn cho mình, có thể là mình bỏ trong túi vải để mà mình mang vác đi cũng rất là tiện lợi anh em nha. Rồi cái bàn này thì anh em cũng rất là dễ dàng, chỉ việc là mình mở ra thôi. Đó, mình chỉ việc mình mở cái khung ra nè, nó cái khung cái chân của nó ra nè. Đó, em ráp vô thử cho anh em xem luôn nha. Đó, mình mở trước tiên là cái khung. Đó, rồi cái mình đặt cái mặt bàn lên. Đó, mình mở trước tiên là cái khung, cái tiếp theo nữa là mình đặt cái mặt bàn lên. Đó, chỉ việc đặt mặt bàn lên thôi. Đó, trong vòng một nốt nhạc là em đã có thể là em xếp xong cái bàn này rồi nha anh em. Đó, thấy không, chỉ việc là trong vòng vài giây thôi là em đã làm xong cái bàn này rồi. Đó, cái bàn camping cắm trại dã ngoại anh em thấy nè, nó rất là tiện lợi nè. Đó, em cầm lên nè, và nó cũng chịu lực cũng khá là tốt anh em nha. Đó, chịu lực cũng khá là tốt luôn nè, rất là đẹp anh em ha. Rồi thì cái này á, thì bây giờ em cũng đo sơ kích thước cho anh em mình luôn nha. Rồi, kích thước của cái mặt bàn này anh em ha, kích thước của mặt bàn, chiều dài của mặt bàn là 56 cm. Đó, chiều dài của mặt bàn là 56 cm anh em nha. Rồi, còn về chiều rộng của cái mặt bàn nè. Đó, chiều rộng của cái mặt bàn là khoảng 41 cm, 56 x 41 nha. Còn chiều cao của cái mặt bàn nó là khoảng là 41 cm luôn. Đó, thì nó rất là thích hợp cho mình ha, để mình để đồ, công cụ, dụng cụ, hoặc là đi cắm trại thì anh em có thể để một cái bếp nè. Đó, những cái đồ để thức ăn lên đây ha, rất là đẹp anh em ha. Tình trạng mới chưa qua sử dụng anh em, mới 100% chưa qua sử dụng luôn nha. Rồi thì cái bàn này thì bên em đang bán với giá là 490k nha anh em. Đó, cái giá rất là tốt cho anh em luôn, chỉ có 490k cái bàn như vậy thôi ha. Mình có thể mua để cắm trại dã ngoại, hoặc là mình hay ăn tiệc ở ngoài trời đó đó, nó thì mình có những cái bàn này, nó mình để ra nó rất là gọn gàng, mà khi mà xếp lại cũng khá là tiện lợi luôn. Chỉ việc là mở lên nè. Đó, em mở lên cho anh em ha. Đó là em xếp lại là xong rồi. Đó anh em thấy, nó vậy là xếp lại là xong cái mặt bàn. Đó, còn cái phần chân thì chỉ việc mở cái này ra thôi, trả về phía sau, bóp vô. Đó, anh em thấy em trong vòng một nốt nhạc thôi mà đi kèm nó là nó có luôn cho mình cái túi nữa. Đó, đi kèm nó là nó có cho mình cái túi để mình đựng nữa thì quá là hay ha anh em. Rồi, giá chỉ có 490k thôi ha. Anh em nào quan tâm tới cái mẫu bàn xếp gọn này thì inbox cho em luôn nha. Em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô máy bắn đinh đa năng. Đó, đây là cái máy bắn đinh bê tông đa năng luôn anh em, tức là nó bắn được mọi vật liệu luôn ha. Bắn được bê tông nè, bắn được sắt nè, bắn được gỗ nè, nói chung là bắn được rất là nhiều cái loại vật liệu luôn nha. Rồi thì nó bắn, nó sử dụng bằng cái đinh anh em ha, nó sử dụng bằng đinh nổ nha. Cái đinh này á là nó có thuốc nổ ở trong đây nè. Nó khi mà anh em mình ghim vô, nó mình ghim cái này vô, mình bắn thì nó sẽ lủng mọi vật liệu luôn nha. Đó, rất là mạnh luôn ha, nó giúp mình thao tác công việc rất là nhanh. Rồi thì bây giờ ở đây á, em sẽ test thử cái khả năng cũng như cái hiệu quả cho anh em mình xem luôn nha. Rồi thì khi sử dụng thì anh em chỉ việc ghim cái đinh này vô đây thôi. Đó, rồi mình bắn ha. Cái này là nó là đinh nổ cho nên là nó rất là mạnh anh em ha. Nè, em bắn vô trong tường bê tông cho anh em coi luôn nè. Đó, anh em thấy không, khá là ok ha, nó cứng ngắc luôn nè, không gỡ ra được luôn nè. Bắn thêm cái nữa cho anh em ha, bởi vì ở đây nó có cái thuốc nổ ở phía sau nè. Đó, mình để vô như vậy thôi, mình chỉ việc là mình lắp vô đây, lắp vô đè mạnh vô ha. Đó, là dính cứng luôn anh em ha. Đó, cái này thì mình gỡ ra. Đó, khá là ok nha anh em. Đó, rồi cái này là bắn vô bê tông anh em ha. Đó, bắn vô tường nè, cứng ngắc luôn, nói mình thao tác công việc mình rất là nhanh luôn nha anh em. Rồi ở đây thì em sẽ bắn vô trong sắt cho anh em coi luôn. Rồi em bấm vô gỗ cho anh em coi nha.
đó, rất là mạnh ha. Đó. Đó, nó bắn vô trong gỗ luôn nha anh em. Nó nói chung là nó bắn được các thể loại ha. Dạ rồi, thì sau khi mà test xong cái khả năng cũng như cái hiệu quả của cái máy bắn đinh này thì anh em thấy ha, thao tác công việc cực kỳ nhanh ha. Thay vì bắn vô tường thì mình phải khoan tắc kê đồ mọi thứ rồi rất mất thời gian. Còn này chỉ cần ghim vô là bắn thôi. Thì trọn bộ của nó thì sẽ như hình anh em ha. Trọn bộ của nó là gồm là một cái cây súng nè. Đó, một bịch đinh là gồm 20 viên nè. Đó, một cặp bao tay nè, một cái kính mắt nè anh em ha, với lại những cái phụ kiện cho anh em thay thế. Rồi, với lại nếu như anh em nào mà mình có nhu cầu mà mình mua thêm, nó có nhu cầu mình mua thêm đinh thì một cái bịch đinh 50 cây thì bên em đang bán với giá 100k nhé. Còn trọn bộ này thì giá của nó là 480k. Đó, trọn bộ full hợp như vậy thì giá là 480k. Rất là xịn sò cho anh em mình luôn nha. Rồi, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái quạt ha anh em. Đây là cái quạt hàng nội địa Nhật nha. Đó, thì cái quạt này là quạt đứng anh em ha. Quạt đứng hàng nội địa Nhật. Tình trạng thì chưa có qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, ở trên đây nó có những cái phím nè. Nó cái phím này là phím mềm luôn nha anh em. Đó, thì cái này là công tắc tắt mở nè. Lượng gió nè, hẹn giờ nè. Đó, rồi chế độ xây qua xây lại. Rồi đi kèm nó có cái remote cho mình luôn anh em. Đó, hàng nội địa Nhật cho nên tiếng Nhật, nhưng mà mình bấm vài cái là ra ok à. Rồi, thì cái này á, là nó sử dụng điện của Nhật là điện 100V nha anh em. Đó, ở đây thì em ghim vô điện 100V cho anh em mình luôn. Đó. Rồi, thì ở đây nó có những cái công tắc nè. Nó mở nè. Đó, chạy cực kỳ êm nha anh em. Chạy rất êm, hầu như là anh em không nghe tiếng động luôn. Nó cái công nghệ cánh quạt cũng rất là hay ha. Đó. Rồi đây là cấp độ 1, 2, 3 nè. Đó, mình bấm cấp độ 1, 2, 3 nè. Rồi đây hẹn giờ nè. Từ nửa tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 4 tiếng ha. Rồi đây nó có cái remote cho mình đó. Và điện của Nhật là điện 100V nha anh em. Đó. Rồi chế độ, các chế độ cho anh em mình luôn ha. Rồi ok, rất ngon lành nha anh em. Rồi nó có chế độ gió tự nhiên nữa nè anh em. Thì của quạt của Nhật á, có cái chế độ gió tự nhiên là cái chế độ, tức là gió lúc mạnh lúc nhẹ, nó đang chạy cái gió nhẹ, cái đang chạy cái gió mạnh là bởi vì gió tự nhiên nó làm y như gió ở ngoài trời vậy đó. Nó lúc mạnh lúc nhẹ, nó cũng khá là hay. Thì tùy thích, anh em thích chế độ đó thì mở, còn không mình có thể tắt nha. Đường kính của cánh quạt này là 36 cm. Đường kính của cái cánh quạt là 36 cm anh em ha. Còn đường kính của cái phần chân nè, 35 cm. Đó. Rồi, và cái quạt này á, thì ở phía sau nó nè anh em. Ở phía sau nó ha, anh em mình có thể là mình tăng giảm cái độ cao ở đây luôn. Đây nè. Nó kéo lên ha. Nó bấm nút nè, kéo lên. Rồi thì em bấm nút em kéo lên rồi em đo thử kích thước cho anh em luôn. Cũng tương đối cao. Tầm khoảng là 80 tám mấy anh em ha. Đây nè. Rồi cao tối đa của nó là khoảng là 88 cm anh em ha. Đó, cao tối đa của nó là khoảng là 88 cm nha. Đó, khá là ok, rất là tiện lợi cho anh em mình luôn nha. Còn nếu như không thì mình có thể là mình hạ xuống, nó bấm nút hạ xuống thôi. Rất là ok, rất là xịn sò. Rồi, cái quạt này điện 100V nha anh em. Anh em lưu ý là điện của Nhật là điện quạt này là điện 100V nha. Rồi, thì cái quạt này thì bên em đang bán với giá là 1.350.000. Rồi, 1.350.000, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, hàng nội địa Nhật, tình trạng là chưa có qua sử dụng ha. Điện 100V. Đó, khá là ok. Rồi, ok, 1.350.000, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Có kèm cái remote đi cho anh em luôn nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái nồi cơm điện anh em ha. Đó, cái nồi cơm điện này là của thương hiệu là Toshiba nha. Rồi, thì cái nồi cơm này em sẽ mở thử cho anh em xem luôn. Đó, tình trạng nó là mới full thùng anh em ha. Đó, tình trạng là mới full thùng nha. Toshiba. Đó, nồi cơm điện của Toshiba. Hàng chính hãng mới full thùng anh em ha. Rồi thì cái nồi cơm này á thì ở đây nó có những cái phím tắt mở nè. Rồi, nấu, giữ nóng, hẹn giờ,
thời gian. Đó, các thể loại cho anh em mình ha. Rồi thì cái nồi cơm này á, bên trong của nó, cái lồng của nó nè. Cái nồi này là 1.8L nha anh em. Đó, cái nồi này tương đối rất là to, 1.8L anh em ha. Đó, đây, cái lồng 1.8L nè. Đó, tình trạng mới chưa qua sử dụng ha, không có gì mà anh em lăn tăn luôn á. Đó, rồi, ok. Đi kèm nó có cho mình cái này nữa. Cái này chắc là cái đồ hấp anh em ha. Đó, khi anh em muốn hấp cái gì thì mình đặt cái này vô, rồi mình bỏ cái, thí dụ cái chén để hấp chân mắm hay gì đó thì anh em bỏ vô cũng được nha. Rồi, dây điện nè. Rồi, cái đồ bới cơm luôn. Đó, khá là ok anh em ha. Đó, thì cái này tình trạng của nó mới 100% nha, chưa qua sử dụng luôn. Cái này là hàng chính hãng và sản xuất tại Thái Lan nha anh em. Nó nói chung nó rất là chất lượng, công suất của nó là 800W ha. Đó, công suất 800W, 1.8L. Toshiba, hàng chính hãng, Nhật Bản, sản xuất tại Thái Lan. Rồi, ok. Thì cái này á, thì cái nồi này thì bên em đang bán với giá là 2.500.000 nha anh em. Đó, 2.500.000 một cái nồi như vậy. Rồi, thì anh em nào mình quan tâm tới cái nồi cơm của Toshiba này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, cái nồi này thì 1.8L thì gia đình 4-5 người ăn, 6 người ăn, ok nha. Đó, rồi, anh em nào quan tâm tới cái mẫu nồi cơm Toshiba này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo nay mới về được cho anh chị em mình là một cái lô dao rọc giấy anh em ha. Đó, đây là một cái lô dao rọc giấy nó rất là xịn sò của Kabushi Japan. Rồi thì cái dao rọc giấy này ở bên trong cái dao nó có sẵn là 5 cái lưỡi anh em ha. Ở bên trong mỗi cái dao này là nó có sẵn là 5 cái lưỡi dao rọc giấy rồi nha anh em. Thì cái này em bán một lần là một cặp ha. Đó, một cặp này là 100k nha anh em. Đó, có sẵn 5 cái lưỡi ở trong đây rồi. Rồi còn nếu như anh em nào mà mình muốn mua thêm lưỡi thì một cái hộp như vậy nó gồm 10 cái lưỡi dao rọc giấy nữa đó, thì giá là 30k. Đó, anh em có thể mua thêm cũng được anh em ha. Còn một cái cặp dao rọc giấy như vậy là 100k nha anh em. Đó, tình trạng là chưa qua sử dụng ha, Kabushi Japan. Rồi, ok. Anh em nào mình quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy thổi lá cầm tay, thổi lá phản lực sử dụng pin của Ryobi. Nó Ryobi, bản này là bản nhập Mỹ nha anh em, nhập Mỹ 40V nha. Rồi thì cái này nó rất là mạnh, ở đây nó có cái nút turbo nữa nè, để anh em thổi siêu mạnh. Thì anh em nào mà mình có sân vườn, đó, mình có sân vườn, mình trồng cây cảnh hay là mình sân vườn dọn dẹp những nơi bụi bặm nhiều á, thì anh em sử dụng cái này khá là ok nha. Thì cái này nó rất là mạnh. Đó, đi kèm nó trọn bộ là gồm một máy nè, một pin 4A và một sạc. Đó, 40V luôn nha anh em, rất mạnh nha. Em thổi qua bên kia cho anh em coi ha. Đó, bên đây qua bên cái đó là khoảng là 5m, em thổi thử nha. Đó, đó anh em thấy không? Đó. Đó. Quá mạnh luôn ha. Rồi nè, em bấm nút turbo nữa nè anh em. Rồi, nói chung nó rất mạnh anh em nha. Rồi, ok, thì cái này thổi lá phản lực của Ryobi 40V, bản nhập Mỹ, trọn bộ một máy, một pin, một sạc. Thì bên em đang bán với giá là 4 triệu nha anh em, 4 triệu nha. Rồi, anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Em về được cho anh em thêm một cái lô là máy hút bụi sử dụng pin hàng nội địa Nhật nữa nha anh em. Đó, thì cái lô này nó khá là ok luôn, rất là ngon nha anh em. Đó, rồi thì cái này á, là máy hút bụi sử dụng pin anh em ha. Đó, cái này của thương hiệu là Andeco. Đó, Andeco, hàng nội địa Nhật nha. Cái này á, là nó sử dụng được cái nguồn sạc của nó là AutoVolt luôn anh em, tức là sạc được điện từ 100 cho tới là 240 luôn nha. Rồi, đi kèm của nó là anh em thấy ha, nó có cho mình là một cái thân máy hút bụi nè. Đó, trong cái lúc mình sạc thì mình cũng có thể cắm vô đây luôn. Đó, rồi một cái thanh nối dài để dành cho anh em mà hút dưới đất nha. Một cái bàn hút nha anh em. Đó, bàn hút anh em có thể cắm vô đây cũng hút được, mà nối dài ra cũng được luôn. Rồi một cái đầu hút khe nè. Rồi một cái đầu hút nhỏ để hút trên nệm, giường, sofa rồi các thể loại nha. Rồi thì trọn bộ anh em thấy ha, đầy đủ phụ kiện như vậy nha. Rồi và cái mẫu máy hút bụi này á, thì nó khá là mạnh anh em ha. Nó là một trong những cái dòng mà hút bụi pin á tuyệt vời nhất mà em bán nha.
Rồi thì bây giờ á, xài nó rất là đơn giản anh em. Nó anh em chỉ việc là anh em sạc đầy pin rồi mình xài thôi. Nó ở đây nó có cái công tắc nè, anh em mở cái là cấp độ 1 ha. Đó, cấp độ 1 nè. Đó, cấp độ 2 là mình bấm thêm cái nữa, cấp độ 2 rất là mạnh anh em thấy. Nè, nó hút cái tay em nè. Đó, hút nè, anh em thấy hút cái tay em không? Đó. 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 Nó hút nè. Đó. Đó, nó hút cái tay em ha. Đó, rất là ngon nha anh em. Rồi, bây giờ em sẽ test thử hút gạo cho anh em xem luôn. Đó, bây giờ em sẽ test nó hút cái chén gạo cho anh em xem nha. Nói chung là gạo là chuyện đơn giản với cái máy này rồi. Đó, mở cấp độ này. Ôi, nó hút luôn cái, nó hút luôn cả cái, hút luôn cả cái này nè. Nè anh em, đó, nó hút luôn. Đó, anh em thấy không? Đó, nó hút luôn cả cái tô của em nè. Đó. Đó. Thấy không? Nó hút luôn nguyên cái tô này anh em thấy không? Đó. Khá là mạnh nha anh em, tại cái tô này nó không sát đó, chứ nếu như nó sát là nó còn hết cứng luôn á. Đó. Thấy không? Đó, thì anh em thấy rồi ha. Hoạt động khá là ngon nha. Còn khi mà anh em muốn mở ra thì rất là đơn giản, mình mở ra mình lấy bụi thì mình chỉ giật ngược cái này là phía sau thôi, lấy ra. Đó, rồi mình đổ ba cái bụi bẩn hay cái gì mình hút ra ngoài. Rồi, và anh em thấy cái lưới lọc của nó, anh em thấy không? Cái lưới này nè, nó bằng inox luôn nè anh em. Nó cái lưới này bằng inox cho nên nó rất là bền anh em ha. Đó, hàng của Nhật thì luôn luôn rất là cao cấp. Đó, rồi, vậy là anh em xong rồi đó. Còn nếu như mà anh em mà mình vẫn còn muốn hút dưới đất, dưới sàn nhà thì mình chỉ việc mình gắn cây nối dài vô thôi. Nè, nếu như mình hút trên bàn, mình có thể gắn trực tiếp cái này vô mình hút luôn. Đó, gắn trực tiếp vô hút luôn. Còn nếu như mình muốn hút mà ở dưới sàn nhà đồ thì mình gắn cái cây nối dài này vô để mình hút đứng dưới đất hút cho nó tiện lợi anh em ha. Ví dụ nè. Đó, ví dụ như vậy. Đó, khá là ok anh em nha. Đó, nói chung cái này là cái mẫu máy hút bụi này nó rất là đa năng. Rồi, rất tiện lợi nha anh em. Còn nữa, ở đây nó có cho mình những cái đầu này, anh em có thể hút trên ghế nè, bàn ghế sofa hay là những cái khe nào đó nó phù hợp với cái này. Còn nếu như những cái cốc nước ô tô hay là những cái gì đó nhỏ hơn thì mình sử dụng cái đầu này. Đó, khá là tiện lợi nha anh em. Rồi, còn sạc thì chỉ việc cắm này vô trong đây thôi. Đó, rồi đầu này là mình cắm vô điện là mình xài. Đó, ok luôn nha anh em. Rồi, thì cái mẫu máy hút bụi này hàng nội địa Nhật ha. Tình trạng là đã qua sử dụng rồi nha anh em. Đó, ở đây tình trạng là đã qua sử dụng rồi nha. Nó tình trạng nó còn đẹp khoảng là 90%. Đó, rồi thì cái bộ này bên em đang bán với giá là 800k nha anh em. 800k nha, anh em mình á, mình hút dưới đất, dưới sàn nhà hoặc là các nơi luôn đều rất là ok ha, rất là tiện lợi, không cần phải kéo dây điện lằng nhằng luôn. Rồi, 800k anh em nào quan tâm thì inbox cho em ha. Hiện tại em về được cũng mười mấy bộ ha, thì nó có hai màu, màu xanh này với là màu trắng sữa ha. Nó thì chỉ có vậy thôi, anh em mình thích cái nào thì lấy ha. Rồi, ok. Dạ rồi, ở đây thì em lên cho anh em là một cái thùng đồ nghề nha anh em. Thùng đồ nghề để dành cho anh em đựng công cụ, dụng cụ rồi nha. Đó, thì đây là cái thùng đồ nghề rất là đẹp, rất là chắc chắn ha, làm bằng nhựa nha anh em. Nhựa thì được cái là nó nhẹ và nó không có bị là rỉ sét theo thời gian. Đó, thì cái thùng này anh em nhìn vô là anh em thấy cái mặt trên nó là nó làm một cái thiết kế, một cái lớp nhựa trong suốt ha. Là để cho anh em để được những cái công cụ, dụng cụ như là những cái kềm hay là những cái mũi vít, mũi khoan ở trên đây. Đó, để khi mình thao tác nhanh thì mình lấy liền ở trên đây. Rồi, cái quai sách thì đi kèm ha anh em. Còn ở đây nó có cái khóa nè, anh em mở cái khóa ra là anh em mở được cái ngăn lớn ra ha. Rồi, cái ngăn lớn này thì anh em có thể đựng kềm, mỏ lết rồi những cái lặt vặt ở đây được ha. Rồi, còn cái ngăn ở trong đây thì nó cũng tương đối rất là to, anh em có thể đựng được máy khoan rồi lặt vặt nha anh em. Rồi, đó. Rồi, một cái thùng dụng cụ như vậy. Đó, thùng dụng cụ, thùng đồ nghề bằng nhựa. Rất là đẹp ha. Rồi, cái thùng này thì cái chiều dài của nó khoảng 40cm nha anh em. Chiều dài là 40cm ha. Rồi, chiều rộng của nó là 20. Rồi, còn chiều cao của nó là 20. Rồi, 20 nhân 20 nhân 40 nha anh em. Rồi, cái thùng này thì bên em đang bán với giá là 280k nha anh em. 280k, anh em nào quan tâm thì gọi điện cho em nha.
em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô sạc dự phòng hàng nội địa Nhật rất là xịn sò anh em ha. Đó, đây, đây là lô sạc dự phòng hàng nội địa Nhật ha. Nó cái này là cái dung lượng của nó là 4000 mAh. Đó, anh em thấy nó rất là mỏng nha. Đó, nó khá là mỏng ha, nó rất là mỏng, rất là đẹp, rất là gọn gàng. Thường á thì cái dung lượng 4000 mAh là mình sẽ sạc được điện thoại khoảng là một lần ha anh em. Nó ví dụ những cái điện thoại dung lượng cao là mình sẽ sạc được một lần, còn những cái điện thoại mà dung lượng thấp thì mình sẽ sạc được hai lần. Đó, thì nó rất là gọn gàng ha anh em. Rất là gọn gàng, với lại cái này nó là hàng nội địa Nhật cho nên là cái pin của nó sẽ rất là khủng, tức là cái độ bền pin của nó sẽ rất là cao. Rồi thì cái này á, là như anh em thấy nó có các màu, nhưng mà khi gửi đến anh em thì em sẽ gửi màu ngẫu nhiên và em sẽ ship một lần là hai cái anh em ha, bởi vì nó rất là rẻ. Rồi và đi kèm nó có luôn cho anh em cái cáp anh em ha. Đó, cái cáp là để dành cho anh em sạc cái cục sạc dự phòng này, ví dụ như là đó, sạc dự phòng này thì anh em ghim vô cái đầu này là đầu TC nè, mình ghim vô mình sạc nè. Rồi một đầu còn lại anh em cắm vô trong cái cốc sạc USB của mình là mình xài ha. Còn nếu như anh em mình muốn sạc điện thoại thì mình lấy cái chui USB mình ghim vô đây rồi mình sạc điện thoại thôi. Rồi, khá là hay luôn nha anh em. Đó, hàng nội địa Nhật anh em thấy không? Đó, hàng nội địa Nhật ha, chữ Nhật nè. Rồi cái này là 4000 mAh. Đó, rồi ok, tình trạng thì hầu như là chưa có qua sử dụng nha anh em. Mà cái này thì giá cực kỳ tốt cho anh em luôn ha. Thí dụ như cái này là em sẽ bán một lần một cặp nha anh em. Một cặp là hai cái ha. Hai cái thì màu ngẫu nhiên. Đó, hai cái với là cái cáp sạc thì giá cũng chỉ có là 220k thôi. Tức là chỉ có hơn 100k một cái thôi. Nó giá rất là rẻ cho anh em ha. Hai cái là 220k. Rồi, đi kèm cái cáp sạc cho anh em mình luôn nha. Rồi anh em nào mà mình quan tâm, mình có nhu cầu á, thì mình cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình dùm em nha. Đó, rất là mỏng ha, rất là mỏng, rất là đẹp luôn nè. Rồi ok anh em, hai cái em ship một lần hai cái là 220k nha. Rồi anh em nào quan tâm thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin cho em. Thì hôm nay em giới thiệu đến anh chị em mình là một cái lô liều cắm trại ha. Đó, thì cái lô này hàng thanh lý giá cực kỳ rẻ cho anh chị em mình luôn nha. Đó, thì anh chị em mình khi nhận hàng á, thì nó sẽ xếp gọn ở trong một cái túi như vậy để mình mang đi cắm trại, camping, du lịch, đi câu cá hay là đi đâu đó mà cần một cái liều á, thì cũng rất là ok anh em ha. Đó, thì cái liều này á, thì anh em mình chỉ việc là mình mở ra. Đó, mình mở ra là bên trong nó có một cái liều xếp rất là gọn gàng như vậy. Khi mà anh em mình mở ra, đó, mình dựng lên thì nó sẽ lên được một cái liều như vậy anh em ha. Đó, thì ở trong đây nó có các màu nha anh em. Đó, nó có các màu gửi đến anh em là màu ngẫu nhiên ha, bởi vì nó không có cái nào giống cái nào hết á. Rồi thì cái liều này anh em mình nhìn sơ qua mình thấy ha, nó thiết kế khá là đẹp nha. Và cái này cái kích thước của nó nha, chiều dài là 1m9, chiều rộng là 1m3, cái này thích hợp cho hai người anh em ha. Đó, hai người nằm rất vừa vặn luôn nha, 1m9 x 1m3. Rồi ở dưới những cái này nó có cho mình á một cái đồ để anh em gài xuống đất anh em ha. Khi mà mình gài á thì nó sẽ bảo vệ mình khi mà gió mưa bão gì đó ha. Nó gió mưa bão gì đó thì cái liều nó cũng rất là kiên cố. Rồi còn phần trên này, cái nóc này. Đó, cái nóc này thì nó có một cho mình là những cái lưới thông gió này, cái lưới này cái thứ nhất ban đêm mình có thể mình mở ra để cho nó thông gió cho nó mát ha, mà nó cũng ngăn được côn trùng. Còn nếu như mà trời mưa sương hay gì đó thì mình cứ đẩy cái này lại. Rồi thì cái này á, cái mặt trước đó anh em ha, cái mặt trước nó có một cái cửa nè. Đó, cái cửa là nó có một cái cửa anh em ha, và một cái lớp lưới này để bảo vệ ngăn côn trùng nè. Ví dụ mình muốn mở ra cho nó thoáng mát nhưng mà mình sử dụng cái lưới này nó để cho nó ngăn côn trùng không có bay vô trong liều ha. Rồi, nó thiết kế thì khá là đẹp anh em ha. Thiết kế thì khá là đẹp mà giá cực kỳ rẻ đó. Cái này á, cái liều này em nói luôn là giá chỉ có 180.000 cái à. Đó, 180k một cái liều như vậy anh em ha. Không còn cái gì mà suy nghĩ luôn. Cái này là cái hàng mà hàng xuất khẩu, người ta xuất khẩu á, mà người ta làm dư, xưởng người ta làm dư anh em. Đó, cho nên là người ta để một cái giá rất là tốt cho mình nha. Đó. Rồi, giá chỉ có 180.000 thôi. Nó dài 1m9 ngang 1m3, thích hợp cho hai người anh em ha. Rồi, và cái liều này á thì thường tất cả những cái liều anh em thấy những cái loại giải như vậy là nó có chống nước, nhưng mà nó chỉ chống nước là chống nước mưa nhỏ hoặc sương rồi thôi. Còn nếu như mà anh em mà mình đi cắm trại á, mà mình đi cắm trại mà đi mưa bão lớn á, thì mình phải mua thêm một cái tấm nữa, gọi là cái tấm bạc á. Cái tấm bạc anh em che ở phía trên nữa là bao luôn nha anh em.
Còn những cái liều cơ bản phần lớn thì nó đều là như vậy thôi. Đó, nó cũng chống được mưa nhỏ với là sương rồi các thể loại cho mình nhé. Rồi thì cái liều này thích hợp hai người ha, thậm chí hai vợ chồng với một đứa con cũng được luôn. Rồi ok anh em, liều này thì bên em đang bán với giá là 180k, tình trạng mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Màu thì màu ngẫu nhiên nha, anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Em giới thiệu đến chị em là một cái mẫu máy ngâm chân rất là tiện lợi, rất là xịn sò của thương hiệu là Senka luôn anh em. Rồi thì anh em mua cái mẫu máy ngâm chân này về, chỉ việc mình bỏ nước vô rồi mình cắm vô điện, mình chọn chế độ rồi bắt đầu mình bỏ chân vô mình ngâm là được rồi nha anh em. Rồi thì trước tiên thì em cũng sẽ đo sơ cái kích thước cho anh chị em mình hình dung luôn nha. Rồi cái mẫu máy này thì cái chiều ngang của nó khoảng là 38cm anh em ha. Và chiều dài của nó thì khoảng là 39cm. Thì tương đương nó khoảng hình vuông anh em ha. Rồi và cái chiều cao của nó ha, cũng như cái độ sâu của nó là khoảng 30. Đó, 30 nha. Rồi thì anh em mình nhìn vô trong cái lồng máy là mình sẽ thấy anh em ha, mình thấy nó có cho mình những cái viên bi. Nó những cái viên bi này nó sẽ di chuyển, nó chạy khi mà mình thực hiện cái chế độ là ngâm chân và massage chân. Rồi thì bây giờ ở đây em ghim điện vô, em bỏ nước vô. Đó, và anh em lưu ý ha, cái máy ngâm chân thì trước tiên mình phải bỏ nước vô mình mới sử dụng được nha anh em. Rồi ở đây nó có cái nút on off nè, em chỉ việc em chọn chế độ nè. Đó, là bắt đầu là nó sẽ ngâm, nó sẽ thực hiện cái chế độ là massage. Nếu như anh em bỏ chân vô trong đây thì nó sẽ massage cái lòng bàn chân của mình anh em ha. Đây nè, em sẽ bỏ vô thử cho anh em coi luôn. Đó anh em ha, nó massage cái lòng bàn chân của mình rất là thoải mái luôn nha anh em. Đó, và ở đây á, cái nhiệt độ của nước bắt đầu nó sẽ ấm dần, nó ấm dần đến một cái nhiệt độ nhất định là khoảng 40 độ C thì nó sẽ ngưng. Đó, cho nên là mình ngâm chân nó rất là tốt anh em ha. Thì thường á, theo cái y khoa thì khi mà trước khi ngủ á, mình ngâm chân thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe của mình. Mình ngâm bằng cái nước ấm nó rất là tốt cho sức khỏe của mình, kết hợp với việc là massage chân nữa. Thì ở dưới lòng bàn chân của mình á, nó có rất là nhiều cái dây thần kinh, cho nên khi mà mình ngâm chân, mình massage chân trước khi ngủ như vậy, nó sẽ giúp mình thư giãn rất là tốt, cũng như là anh chị em mà mình sẽ dễ ngủ hơn. Đó, mình ngủ sâu, dễ ngủ hơn và tinh thần mình sẽ rất là thoải mái nha. Đó, thì cái này em đặt chân vô thì anh em thấy ha, nó chạy chế độ như vậy, nó sẽ nó tăng nhiệt độ lên dần anh em ha. Nè, nó nhiệt độ hiện tại là 30.1 độ C, rồi 30.2 anh em ha. Đó, rồi nó tăng lên dần. Còn ở đây nó có rất là nhiều chế độ, ví dụ chế độ cho trẻ em nè, chế độ hẹn giờ nè, giảm nhiệt hoặc tăng nhiệt nè, chế độ massage chân, em có thể tắt cái chế độ massage chân luôn nè. Đó là nó sẽ chỉ ấm thôi, tức là nó làm cho cái nước ngâm vô nó ấm thôi, mà nó sẽ không có mà massage nữa, tùy cái chế độ mình chọn thôi. Nó rồi chế độ người lớn nè, chế độ trẻ nhỏ nè. Đó, mỗi cái chế độ thì cái cường độ hoạt động nó khác nhau, cũng như khi anh em mình mua về thì mình thích cái chế độ nào, cũng như mình thử những cái chế độ nào mình thấy thoải mái nhất, ok nhất là mình sử dụng thôi. Đó, thì cái máy này nó cực kỳ hiệu quả và cực kỳ an toàn với sức khỏe luôn nha anh em. Rồi thì ok, cái mẫu máy ngâm chân này thì bên em đang bán với giá là 1.250.000. Đó, 1.250.000 anh em. Đó, tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn anh em ha. Đó, ở đây nó có cái quai sách nữa nè, anh em có thể mình sách tới sách lui cũng khá là ok ha. Đó, rồi ở đây nếu như anh em nào mà kỹ nữa thì mình có thể mình mua thêm những cái loại bột ngâm chân á, những cái túi nước ngâm chân á, nó thì anh em có thể bỏ thêm thảo dược vô cũng được ha. Còn không thì mình cứ ngâm bằng nước này nó cũng rất là tốt rồi. Rồi ok, giá 1.250.000 nha anh em. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện nè hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo trong cái kiện hàng Nhật đợt này, em về được cho anh em mình mấy cái mẫu ly uống nước anh em nha. Đó, ly này là mẫu ly uống nước rất là xịn sò luôn nè. Đó, thì cái ly này mỗi cái nó đều có cái nắp cho anh em mình luôn nha. Anh em mình có thể mở nắp ra để uống ha. Trong đây là nó làm bằng inox anh em nha. Đó, làm bằng inox rất là xịn ha. Và cái ly này nó nhỏ thôi nha anh em, nó khoảng là 180ml nha. Đó, 180ml, ở đây nó có cái nắp đậy luôn nè. Đó, anh em đậy vô mình có thể là mình uống bằng cái ke này cũng được ha. Mình đậy lại để đậy kín lại cũng được luôn, hoặc là có thể mình bỏ cái phần nắp ra để mà mình múc nước mình uống cũng được luôn. Thì cái này có thể dành cho anh em mà uống trà, cà phê, sữa nóng được các thể loại nha. Rồi thì cái này thì bên em đang bán với giá là 5 cái nha anh em. Em bán một lần 5 cái là 200k nha anh em.
Đó, rất là xịn sò luôn anh em nha. Chưa qua sử dụng luôn ha. Hàng nội địa Nhật chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Rồi, ok, anh em nào quan tâm tới cái mẫu ly này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, mẫu ly đỏ uống nước set 5 cái là 200k nha. Rồi, tiếp theo thì nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô máy quạt hơi nước anh em ha. Đó, đây. Đây là cái lô máy quạt hơi nước 45 lít anh em ha. Cái này là của là thương hiệu là Zumbo. Zumbo này là một cái thương hiệu của Ấn Độ nghe anh em, và sản xuất tại Ấn Độ luôn. Đó, nó khá là xịn sò nha. Đó. Rồi thì cái lô này thì giá thanh lý cũng rất là tốt cho anh em luôn ha. Tình trạng là full thùng chưa có qua sử dụng nha anh em. Đó, tình trạng là full thùng chưa có qua sử dụng nha. Đó, rồi thì ở đây nè, nó khi mà em mở ra cho anh em mình là như vậy, anh em ráp lại là nó sẽ có cho mình là gồm một cái chân anh em ha. Đó, cái chân này nó có mấy cái bánh xe nè, anh em có thể di chuyển đẩy nhẹ nhàng luôn nha. Đó, rồi còn cái máy quạt là nó nằm trên đây rồi. Bây giờ trước tiên thì em cứ đo trước cái kích thước cho anh em mình ha. Cái kích thước từ dưới đất luôn đi, em đo trước từ dưới đất lên ha. Đó, từ ở dưới đất lên tới trên cái nóc này khi mà ở trên cái chân của nó là khoảng 113 cm anh em nha. Rồi, chiều ngang. Chiều ngang của nó là 50, khoảng là đây, xích vô đây. Rồi, khoảng 52 cm anh em ha. Chiều ngang là 52 cm, rồi chiều sâu luôn. Rồi, chiều sâu của nó là khoảng là 41 cm anh em ha. Và cái này nếu như em đo cái quạt không, em không đo cái chân luôn nè, cái chiều cao. Cái chiều cao của cái quạt không là chưa gồm cái chân là khoảng 70 nha anh em. Đó, rồi. Thì ở đây nè, bên đây nó có những cái nút điều khiển cảm ứng anh em ha. Anh em đây, bấm tắt mở nè. Nó điều khiển cảm ứng ở đây ha. Và đi kèm nó có luôn cho mình cái remote anh em nha. Đó, cái remote này là anh em điều khiển trên cái remote luôn cũng được. Rồi, còn đây là cái bình, ở dưới đây là cái bình chứa nước anh em ha. Nó chứa nước và cái bình này nó chứa được khoảng là 45 lít anh em nha. Đó, nó chứa được khoảng là 45 lít. Rồi thì ở đây nè, nó cũng có cho mình là cái ngăn để mình bỏ nước vô trong đây. Với lại cái quạt này đó, anh em thấy không, mình nhìn nó cố định nhưng trong đây những cái lá của nó có thể đảo qua đảo lại anh em ha, để nó đổi hướng á, nó đổi hướng gió qua phải hoặc qua trái anh em nha. Đó, anh em mình nhìn ha, nó có cái tem của nó anh em thấy không? Đó, cái tem đó nè, nó gió thổi qua đảo lại ha, nó bay cho anh em coi nha. Đó. Rồi, khá là mát rồi, em đo luôn cái lồng của cánh quạt cho anh em mình luôn để anh em mình hình dung cho dễ nha. Rồi, cái lồng của cánh quạt là khoảng 40 nha anh em. Đó, cái này cũng khá là mát hein anh em, chỉ việc mình bỏ nước vô trong đây thôi. Mình bỏ nước vô trong đây, anh em nào muốn mát nữa thì mình bỏ thêm mấy cái viên đá bi vô là nó bao mát luôn nha. Đó, rồi cái này sử dụng điện là điện 220V nha anh em. Đó, rồi còn này em cho anh em coi sơ cái phía sau. Thì cái phía sau của nó cũng có luôn cho mình cái lớp màng lọc anh em ha. Nó cái màng lọc này á là cái quá trình mình sử dụng á thì bụi bẩn rồi nó sẽ lọc lại ở trong đây. Nó khá là hay ha. Rồi, ok, thì cái quạt này thì bên em đang bán với giá là 1.950.000. Đó, giá là 1.950.000 nha anh em. Tình trạng là mới chưa có qua sử dụng ha, full thùng cho anh em mình luôn nha. Rồi, anh em nào mà mình có nhu cầu tìm một cái quạt hơi nước á, thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, cái này á, thì cái công suất của nó ha, là khoảng 110W nha anh em. Đó, công suất của nó là 110W. Thường thì 110W anh em sẽ sử dụng được cái phòng khoảng từ 30 cho tới 40m2, 50m cũng được. Đó, hoặc là 20-30m gì đó cũng được ha, tầm khoảng 40-50m đổ lại. Rồi, rất là mát nha anh em. Rồi, ok, thì cái này em báo lại giá cho anh em mình ha, là giá là 1.950.000, tình trạng là mới chưa qua sử dụng, full thùng như vậy luôn nha anh em. Rồi, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu thước anh em ha. Đó, cái này là mẫu thước kéo nha anh em. Thước kéo dành cho anh em mình đo đất nè, hoặc là mình đo những cái gì có chiều dài nó dài á. Nó thì mình đo bằng cái này rất là ok anh em ha. Rồi, cái này rất là chất lượng nha anh em. Nó đây nó có cái tay cầm nè, anh em chỉ việc mình ghim xuống đất rồi là mình kéo nó đi thôi. Nó khá là hay anh em ha. Nè, cái phần đầu này nè, nó mình mở ra nó có cái mũi nhọn anh em ha. Thì khi mà anh em ghim xuống đất vậy nè, rồi là mình rút nó, ví dụ đây em rút như vậy đi. Đó, thì đây ha anh em ha, nó có cái mặt số nè. Rồi, còn khi mà anh em xài xong thì chỉ việc vậy, có cái tay quay, mình quay nó, mình cuốn lại thôi. Rất là nhẹ nhàng luôn. Và cái này nó làm bằng kim loại anh em ha.
đó, nó làm bằng cái tấm thép ha, nói cho nên là nó rất là bền nha anh em. Rồi xài xong thì chỉ việc mình cuốn lại thôi, cầm đi cũng rất là gọn gàng anh em ha. Chiều dài của nó tối đa là lên đến 50 mét nha anh em. Rồi cái này thì mình đóng lại thôi, khá là hay anh em ha. Rồi ok anh em, cái này thì bên em đang bán với giá là 250k thôi, 250 cái, thước đo 50 mét như vậy anh em. Đó, thước đo cắm đất 50 mét rất là xịn sò ha. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em ha. Rồi ok. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái hộp mũi khoan Boss 10 cây. Thì cái hộp này nó có thể khoan sắt anh em ha, khoan đa năng nha. Cái này nó có thể khoan được là khoan sắt nè, khoan gỗ nè, khoan nhựa nè. Đó. Thì cái này nó cũng khá là hay, nó gồm là 10 mũi anh em nha. Nè, từ 1 tới 10 ha, từ 1 tới 10, và cái mũi số 1 là tương đương với là 1 mm, 2 là 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8, 9, 10, nó từ 1 mm cho tới 10 mm thì nó cũng rất là đa dụng anh em nha. Đó, cái này là chính hãng của Boss cho nên là nó rất là xịn, rất là bền anh em ha. Đó đây nè. Đó, chính hãng của Boss Germany anh em nha. Đó, Boss nè. Power Tool Germany. Đó, từ 1 tới 10 anh em ha. Rồi thì nó rất là xịn sò. Rồi thì cái bộ này thì bên em đang bán với giá là 280k nha anh em. 280k bộ này ha. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn. Mới về được lại cho anh chị em mình là một cái lưu máy bào đá hàng nội địa Hàn Quốc anh em ha. Đó đây. Thì cái này là máy bào đá của thương hiệu là Hurum anh em nha. Công suất của nó là 500W. Điện của nó là từ 220 cho tới 230V. Đó. Rồi thì cái máy bào đá này em đưa sơ cho anh em coi ha. Ở bên trong nó có hai cái lưỡi dao anh em nha. Và đi kèm nó người ta cho mình theo một cái là cái thau inox anh em nha. Cái thau inox để hứng đá ha. Rồi thì đại khái nó rất là đơn giản thôi. Thì bây giờ em sẽ test thử cái khả năng bào đá cho anh em mình coi luôn. Đó, thì trước tiên thì em cũng ghim vô trong cái nguồn điện cho mình ha. Đó, ghim vô điện luôn. Cái này mình xài được điện là điện 220. Rồi. Rồi chỉ việc mình bỏ đá vô thôi, bên hông nó có công tắc on off anh em ha, anh em bật cái công tắc lên rồi mình bỏ đá vô thôi là mình bào. Đó, rất là nhanh luôn nha anh em. Đó, tích tắc ha, tích tắc một cái viên đá em bào chừng khoảng 3 giây thôi. Đó, rất nhanh anh em ha. Đó thì anh em thấy rồi, khi mà bào cái đá này nè, nó một cái viên đá thì em bào khoảng chừng 2 giây chứ không tới 3 giây nữa. Rồi thì nó đã gần đầy được một cái thau đá inox như vậy rồi nha anh em. Thì nay cái mùa nắng nóng anh em ha, nó mình bào ra được những cái đá bào như vậy, mình có thể uống siro đá bào hoặc là mình bỏ nước ngọt hay là những cái loại nước ép trái cây á thì mình uống rất là ngon anh em ha. Và cái máy này thì nó rất là tiện lợi anh em nha. Đó, nó khá là tiện lợi luôn, chỉ việc là mình ấn xuống ha. Ở đây á, là cái công tắc on off là như vậy nhưng nó không chạy anh em nha. Mình phải ấn cái viên đá xuống nó mới chạy. Đó, thì cái này á nó rất là hỗ trợ cho anh chị em mình bào đá số lượng nhiều ha, cũng như là những anh chị em mà mình bán siro đá bào hay là bán nước trái cây gì đó. Đó, thì chỉ việc là mình để luôn cái nguồn điện này, khi mà có khách vô mình bỏ cái viên đá vô. Đó, khi có khách vô bỏ viên đá vô ha, đưa cái thau vô hứng rồi ấn xuống là nó sẽ tự động nó bào ra. Đó, rất là nhanh luôn nha anh em. Rồi với lại cái thiết kế nó bên trong này nó có hai cái lưỡi anh em ha, hai cái lưỡi này thì nó bào khá là nhanh luôn. Rồi mà cái giá của nó thì cực kỳ tuyệt vời luôn nha anh em. Đó, giá của nó thì chỉ có là 750k một cái thôi. Đó, máy bào đá giá 750k một cái nha. Nó bào rất là nhanh luôn ha anh em. Rồi anh em nào mình quan tâm hoặc mình đang có cái nhu cầu mà mua cái máy bào đá để về uống nước á thì mình cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô cưa xích pin hàng nội địa Nhật của thương hiệu là Nishido nha anh em. Đó, thì cái cưa xích này nó rất là tiện lợi, nó rất là gọn gàng, anh em chỉ cần cầm một tay thôi. Đó là anh em có thể cưa cắt cành cây ha, tỉa dọn sân vườn ha, những cái cây ở trong nhà mình ha, nó khá là ok. Rồi thì cái cưa xích này, cái lam xích của nó để em đo cho anh em mình luôn. Rồi, cái lam xích của nó là khoảng 16 cm anh em ha, là 160 mm nha.
Rồi thì cái cưa xích này á, thì đi trọn bộ của nó là nó có đầy đủ cái hộp như vậy cho anh em mình luôn ha. Đó, cái đợt này về nó có đầy đủ hộp luôn, với lại nó có luôn cho mình con vít để anh mình có thể mình tháo lắp cái lưỡi xích nha. Rồi mình chỉ việc mình cầm trên tay nè, bấm là chạy thôi. Đi kèm nó cái bộ combo này là nó gồm hai pin luôn anh em. Đó, hai pin 20V ha. Đó, thì đây. Rồi, khá là ok. Bấm này ở đây là nó có cái khóa an toàn anh em ha. Mình để chắc chắn là mình sẵn sàng mình bấm á thì nó mới chạy ha. Còn nếu như anh em bóp cái cò không thì nó cũng không chạy đâu. Ở đây nó có khóa an toàn nè, bấm này vô nè, bấm mới chạy nè. Đó. Đó, cái dòng tua cũng cực kỳ mạnh anh em nhé. Đó, rồi thì bây giờ cái này em sẽ test thử, em cưa cái cây cho anh em xem thử luôn nha. Rồi thì bây giờ em sẽ test, em cưa thử khúc cây cho anh em mình coi luôn nha. Bấm nút ra. Ok, nó tích tắc là em cưa cho anh em xong 3 khúc cây ha. Cây này nó bự hơn cái cổ tay em nữa nha anh em. Đó thì cái này cưa cũng rất là nhanh ha, rất là mạnh nha. Đó. Khá là ok. Rồi, quá là hay luôn anh em ơi. Đó thì anh em thấy cái hiệu quả của cái cưa xích này ha, rất là gọn gàng mà rất là khỏe nha. Rồi anh em có thể cưa cây dọn dẹp sân vườn các thể loại luôn nha. Rồi thì cái cưa này trọn bộ của nó thì như em quay là gồm là một máy nè, hai pin nè, một sạc nè. Đó, và sạc này là sạc xài được AutoVol luôn anh em. Đó, sạc xài được AutoVol từ 100 cho tới là 220 luôn. Đó, thì trọn bộ này thì bên em đang bán với giá ha, đợt này về giá chỉ có 550k thôi. Trọn bộ này là giá 550k ha, rất là rẻ luôn. Còn nếu như anh em mà mình muốn mua thêm một cái xích nữa để trong cái quá trình mình sử dụng lâu á thì mình có thể thay xích anh em ha. Thật ra là cái xích này nè, trong cái quá trình mình xài nó sẽ bị mòn, mòn thì mình chỉ việc mình giũa lại thôi. Mình giũa rất là nhiều lần thì mới phải thay. Nhưng mà nếu như anh em nào vẫn muốn mua thêm cái lưỡi xích thì bên em có kèm thêm một cái lưỡi xích nữa. Nếu như anh em mua thêm cái lưỡi xích này thì thêm 100k nữa là trọn bộ của cái này là 550, nhưng nếu như thêm một cái lưỡi xích dự phòng nữa thì là 650 nha. Rồi ok, anh em nào mình quan tâm tới cái mẫu cưa xích pin của Nichido này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, thì nay ở đây em mới về lại cho anh chị em mình được là cái bộ mũi khoan anh em ha. Đây là bộ mũi khoan của Boss, đây là khoan bê tông nha anh em. Nó gồm là 2, 4, 5 cây. Nó cây 6 ly nè, cây 2 cây 6 nè, 1 cây 8, 1 cây 10 và 1 cây 12. Và cái chiều dài của nó là 160mm anh em ha, tức là 16cm. Rồi thì cái này á, là nó gồm là 2 cây 6, 1 cây 8, 1 cây 10 và 1 cây 12. Thì đây là những cái lỗ mà khoan tường thông dụng anh em ha. Và cái đầu của nó là đầu gài anh em nha. Cái này gài được và kẹp cũng được luôn. Nó khá là đa năng, khá là đa dụng anh em ha. Rồi thì cái này là của chính hãng Boss Germany anh em nha. Rồi thì giá của nó là 190k nha. Anh em nào mình quan tâm thì inbox giúp em nha. Điều đến anh em luôn là cái cục chuyển nguồn. Đó, cái cục chuyển nguồn này. Đó, tức là nó sẽ chuyển từ điện 220 về điện 100 hoặc điện 120. Tức là như vậy nè, anh em xài đồ của Nhật đúng không? Đang sử dụng nguồn điện ở Việt Nam mà mình muốn xài điện của Nhật á, thì ở đây nó là mình phải sử dụng cái cục chuyển nguồn này. Đó, cái cục chuyển nguồn này là của thương hiệu Lioa nha anh em. Lioa nó rất là xịn ha. Nè, em cho anh em coi sơ cái kích thước của nó là anh em biết rồi. Rất là to nha, đường kính của nó là lên đến 17 nha. Gần 17, 16.5 nha. Thì á, những cái cục chuyển nguồn anh em lưu ý, nếu như mình xài đồ Nhật thì mình phải mua những cái cục chuyển nguồn nó xịn nha anh em. Bởi vì anh em mua những cái cục chuyển nguồn Trung Quốc nó nhỏ vậy nè, là khi mà nó cháy cái cục đó là nó sẽ hư luôn cái thiết bị của mình. Có nhiều cái thiết bị đắt tiền để cho nó cháy cái cục chuyển nguồn nó hư rất là uổng nha. Em bán rất là nhiều đồ Nhật, em cũng muốn anh em mua được một cái cục hàng mà có thể xài được giá rẻ, nhưng mà rẻ không xài được đâu. Đó. Rồi thì cái cục này của Lioa thì bên em có hai loại, một loại là 1500 VA thì giá là 750, còn loại 2000 VA là giá là 950, bảo hành 3 năm nha anh em. Nó cục này bảo hành 3 năm cho nên anh em yên tâm sử dụng nha. Ở phía dưới này nó có cái rơ le nè anh em. Trong cái quá trình mình xài nếu như nó quá tải, tức là thí dụ cái cục này 1500 VA
mà mình xài khoảng công suất 1800-2000W gì đó thì nó nhảy, nó xài không nổi thì tự động nó nhảy cái rele này, nó bảo vệ cái cục này, nó bảo vệ cái thiết bị của mình luôn. Đó, cái này nó hay ở chỗ vậy nha anh em. Đó, cho nên người ta bảo hành tới 3 năm. Còn trong đây thì anh em nhìn xéo xéo cho anh em thấy lõi đồng ha, rất là nặng nha. Rồi cục 750 qua cái cục mà 1500 VA thì giá 750 nha. Còn cái cục 2000 VA thì giá của nó là 950. Anh em chỉ việc ghim cái đầu này vô điện 220 thôi là ở đây nó chia ra làm hai cái nguồn cho mình, một nguồn 100V, một nguồn 120 ha. Đó, cắm vô xài thôi. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái thùng rác ha. Đây là thùng rác, cũng thùng rác mini thôi. Đó, thùng rác mini hàng nội địa Nhật của thương hiệu là Yoshida ha. Rồi thì cái này anh em chỉ việc nè, nó có cái đồ đạp, anh em chỉ việc đạp rồi tự động nó hạ xuống thôi. Đó, nó đạp lên. Rồi dạ, bên trong nó có một cái lồng anh em ha. Cái lồng này đó là nó cũng nè, mình nhìn cái đồ xịn không là anh em nhìn ở bên trong đó nè. Đó, rất là đẹp luôn ha, rất là chắc chắn. Anh em chỉ việc là mình bỏ rác vô trong đây thôi, hoặc là mình có thể bỏ vô trong cái túi ni lông đó mình xài anh em ha. Đó, trọn bộ của nó là như vậy. Rồi ok, cái này thì em cũng sẽ đo cái kích thước cho anh em mình luôn nha. Rồi kích thước của cái thùng rác này là chiều cao của nó là 35 cm. Đó, chiều cao là 35 cm ha anh em. Chiều rộng của nó là 15.5. Đó, 35 × 15.5. Rồi còn chiều sâu của nó là 26. Rồi thì tình trạng là chưa có qua sử dụng còn khá là đẹp luôn nha anh em. Đó, chưa có qua sử dụng còn khá là đẹp luôn. Rồi ok, gần như mới luôn anh em ha. Trên đây còn cái siêu chưa lọt luôn nè. Rồi ok, cái thùng rác này thì bên em đang bán với giá là 490k nha anh em. Đó, thùng rác hàng nội địa Nhật ha. Thùng này là 7 lít 490k nha. Anh em nào quan tâm thì inbox giùm em luôn. Ở đây em lên cho anh em là một cái máy cắt sắt bàn ha anh em. Đây là cái máy cắt sắt bàn của thương hiệu là Ryobi. Đó, Ryobi là một cái thương hiệu của Nhật Bản nha anh em. Rồi thì cái máy cắt sắt này á, là nó sử dụng cái nguồn điện của nó là điện là 220V. Và cái công suất của nó là lên đến là 2300W luôn nha anh em. Cái lưỡi cắt sắt bàn là lưỡi thông dụng của nó là lưỡi 355. Đó, tình trạng là chưa qua sử dụng luôn anh em thấy không. Đó, đây nè. Đó, lưỡi 355. Đó, tiếng Nhật luôn cho anh em ha. Đó, hàng này là của Nhật. Rồi, Ryobi. Tình trạng chưa qua sử dụng. Cái con này thì bên em đang bán với giá là 3 triệu nha anh em. Đó, máy cắt sắt bàn. Rất là xịn sò ha. Thay vì anh em mua cái máy của Trung Quốc là cũng hết 1 triệu 6, triệu 7 rồi. Thì anh em thêm xíu nữa anh em mua cái máy Nhật xài cho ngon nha anh em. Rồi, thì giá là 3 triệu. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó rồi, ở đây nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô dây sạc đa năng. Đó, cái này là dây sạc đa năng 3 chui của Nhật nha nè. Rất là xịn sò ha. Một cái đầu của nó là đầu USB nè. Đó, rồi ở đây nó ra cho mình ba cái chui để mình sạc điện thoại ha. Thì ở đây á, là nó ra được cái đầu Lightning nè. Anh em có thể sạc iPhone bằng cái đầu này nha. Đó, Lightning nè. Rồi, cái này là micro nè. Đó, còn này là Type-C nè. Đó, Type-C nè ha. Rồi, micro nè. Đó, đầy đủ ha. Đó, ba cái đầu này là nó hầu như là nó đầy đủ cho mình để mình có thể mình sạc được nhiều cái thiết bị luôn nha anh em. Đó, điện thoại rồi các thể loại ha. Và cái nguồn điện dầu của nó thì anh em cắm vô cái cổng USB là ok. Đó, khi mình ghim vô điện anh em ha, nó mình ghim vô cái chui USB vô trong cái adapter á thì ở đây. Đó, ở đây nó ra ba chui cho mình nè. Đó, và ở đây nó có cái đèn nè. Nó có cái đèn báo cho mình luôn ha. Đó, cái đèn báo rất là đẹp anh em nha. Rồi, cái này thì giá cực kỳ tốt cho anh em luôn ha. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là chỉ có là 70k một cộng thôi. 70k một cộng nha anh em. Đó, dây sạc đa năng 3 chui 70k. Đó, màu đen. Đó, nó có báo đèn đầy đủ luôn nha anh em. Đó, nó có báo đèn đầy đủ cho mình luôn ha. Anh em nào mình quan tâm thì mình cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, cái này là 70k thôi anh em. Đó, rồi ok. Rồi, ở đây thì em lên tiếp cho anh em là mấy cái đầu khò ga anh em ha. Nó đầu khò ga có đánh lửa tự động luôn nè anh em. Đó, nó có đánh lửa tự động luôn ha. Anh em chỉ việc là mình gắn vô bình ga mình xài thôi. Còn ở phía sau là anh em chỉnh ga nè. Nó lượng ga lớn nhỏ anh em ha.
Rồi thì cái luôn này nó rất là xịn sò cho anh em mình nha. Nó cái luôn này thì giá của nó chỉ có 60k một cái thôi. Đó, hàng nội địa Nhật mà giá có 60k thôi nha anh em. Rồi, ok, anh em nào mình quan tâm thì inbox giúp em ha. Nó đầu khồi ga nội địa Nhật giá 60k nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái con đại bàng phong thủy của Nhật anh em ha. Thì cái con đại bàng này là nó được làm bằng gang. Nó được làm bằng kim loại nha anh em. Nè, đây là 500 nè. Đó, nó hít anh em ha. Đó, hít ha. Ha. Đó, nó được làm bằng gang. Rất là nặng anh em ha. Thì cái con đại bàng này thì anh em mình nhìn vô là mình thấy ha. Người ta làm thiết kế là một cái con chim đại bàng nó đậu trên cái cành cây. Đó, nhìn nó rất là ngầu anh em ha. Nhìn nó rất là dữ tợn luôn á. Rồi thì cái con đại bàng này á, thì ở bên Nhật người ta phong thủy những cái con chim đại bàng để trong phòng làm việc hoặc là để trong nhà, thì nó kiểu như là nó có cái tác dụng là nó thu hút tiền tài ha anh em. Nó thu hút tiền tài. Đó, rất là phong thủy, rất là tốt nha. Người Nhật người ta rất là thích trưng bày những cái con này. Đó thì anh em mình nhìn tổng thể là mình thấy ha, cái con này nhìn rất là đẹp luôn anh em. Nhìn nó y như là con chim thiệt luôn ha, rất là đẹp nha. Thường những cái con chim đại bàng mà được làm bằng gan, bằng kim loại rồi đó anh em, thì nó đẹp, rất là khó tìm những con đẹp nha. Rồi thì cái này anh em mình nhìn vô là mình thấy ha, tổng thể khá là đẹp nha. Rồi bây giờ em sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn. Rồi về chiều cao anh em nha, từ dưới đất lên tới cái phần cánh này là khoảng 46cm. Đó, cái cánh đó, từ dưới đất lên tới phần cánh là khoảng tầm 46cm anh em ha. Đó, rồi tiếp theo thì từ ở dưới đất lên tới cái mỏ con chim đi. Rồi từ dưới đất lên tới cái mỏ con chim là khoảng là 23cm. Còn cái sải cánh anh em ha, em sẽ đo cái sải cánh từ bên đây nè. Đó, cái sải cánh từ bên đây qua bên đây là cũng là 48cm. Đó, sải cánh là 48cm nha anh em. Rồi cái con chim đại bàng này nó rất là nặng anh em ha, nó nặng khoảng 7,1 kg, 7,2 kg gì đó. Nó tức là hơn 7 kg nha anh em. Rồi rất là đẹp, nhìn mặt rất là dữ anh em ha. Đó. Rồi ok, thì cái con chim đại bàng này thì bên em đang bán với giá là 4,5 triệu nha anh em. Đó, chim đại bàng phong thủy của Nhật ha, được làm bằng kim loại, được làm bằng gang, cho nên nó rất là bền. Đó, anh em có thể để vài trăm năm nó cũng vậy, rất đẹp nha anh em. Rồi ok, giá là 4,5 triệu nha. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái đèn đội đầu của thương hiệu là Swiss Test. Thì cái thương hiệu Swiss Test này là của Thụy Sĩ anh em ha. Đây là cái đèn đội đầu của Thụy Sĩ nè. Thì anh em nhìn vô mình thấy nó có cái đèn đội đầu, cái dây đeo để đội đầu, với lại là cái cáp sạc. Nó thì cái đèn này á, là anh em xài xong thì mình chỉ việc mình sạc rồi mình xài tiếp thôi. Nó rất là tiện lợi anh em nha. Và cái này độ sáng của nó chiếu xa lên đến 140m anh em ha. Chống nước là IPX4 và cái hiệu suất của nó là 550 lumen. Rồi thì cái cây đèn này á, nó cũng khá là ok anh em ha. Tình trạng là mới chưa có qua sử dụng luôn nha. Đó, mới chưa qua sử dụng luôn. Rồi ok. Rồi thì cái đèn này thì bên em đang bán với giá là 490k nha anh em. 490k, một cái cây đèn đội đầu của thương hiệu là Swiss Test Thụy Sĩ ha. Anh em mình quan tâm thì mình inbox giúp em ha. Cái đèn này thì nó thích hợp cho anh em mình đeo vô để mình sửa chữa điện tử, sửa chữa điện hay là làm những cái công việc gì đó lặt vặt ha. Rồi ok, giá là 490 nha anh em. Anh em nào quan tâm thì chốt cây này giúp em luôn. Đây, tiếp tục em lên tiếp cho anh em là bình châm nhớt ha. Nó giai đoạn cuối năm rồi, có một số máy móc hoặc là những cái công cụ dụng cụ cần phải bảo trì, hoặc là anh em mỗi lần mình xài xong cái gì đó thì mình có thể châm cho nó miếng nhớt ha. Thì trước tiên mình phải có cái bình nhớt cái đã. Có nhiều khi mình xài kèm kéo mỏ lết đồ xong á, mình lười quá rồi mình quăng qua bên, lâu lâu mình lấy ra mình xài thì nó bị rỉ sét á, thì nó bị hư những cái công cụ dụng cụ của mình thì nó rất là đáng tiếc. Anh em mình mua cái bình châm nhớt như vậy nè, nó mình bỏ nhớt vô, nó mình bỏ nhớt vô trong đây rồi, là chỉ việc là mỗi lần mà xài xong á, mình bỏ cái bình này ở trong cái
thùng đựng dụng cụ của mình luôn. Mỗi lần xài xong cái mình xịt xịt 2-3 cái vô trong cái công cụ dụng cụ của mình thì nó sẽ bảo quản được rất là lâu. Rồi thì cái bình châm nhớt này giá bên em đang bán với giá là chỉ có 40k một cái thôi, giá rất là rẻ luôn nha anh em. Đó, rồi 40k nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây anh em về được cho anh chị em mình là một cái lô là kéo cắt tôn. Đó, đây, đây là cái lô kéo cắt tôn của Mỹ anh em ha. Rất là xịn sò cho mình luôn nha. Rồi thì tình trạng nó chưa có qua sử dụng ha, nó làm cái kén mấy màu nhìn nhìn nó rất là đẹp anh em nha. Rồi cái kéo cắt tôn này thì bên em đang bán với giá đó là 190k. Đó, 190k nghe nè. Rồi thì anh em nào mình quan tâm tới cái mẫu máy kéo cắt tôn này thì inbox cho em nha. Đó, giá 190k nha anh em. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho mình là một cái combo dặn mở vít của Boss anh em ha. Đó thì cái bộ combo này nó rất là nhiều cái chi tiết y như trong hình này ha. Nó gồm cho anh em mình là một cái cây vít nè anh em. Một cái đầu này thì anh em có thể mình gắn tất cả những cái đầu này vô để mình dặn mở ốc vít ha. Và thêm một cái nữa, nó có một cái đầu nối dài nữa ha anh em. Cái đầu nối dài thì anh em có thể nối vô trong cái thanh này. Đó, cũng khá là hay luôn nha anh em. Nó cũng đầy đủ cho anh em mình luôn. Anh em có thể là những cái đầu vít nè, như là vít ba ke nè, rồi vít dẹp nè, rồi lục giác bi nè, lục giác bông nè. Rồi các thể loại hầu như là anh em mua một cái là anh em có thể sửa được, dặn mở đầy đủ các loại ốc luôn rồi nha. Rồi đây là những cái đầu điếu anh em ha. Đó, những cái đầu này thì để mở những cái con ốc lớn. Rồi thì cái bộ này nó hàng chính hãng của Boss anh em ha, Germany. Rồi trọn bộ như vậy thì bên em đang bán với giá là 520k nha anh em. Đó, 520k nha. Nó tình trạng thì chưa có qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, đầy đủ cho anh em ha. Cái này chính hãng của Boss cho nên nó rất là xịn sò. Rồi anh em nào mà mình đang có nhu cầu tìm một cái bộ dặn mở ốc vít bằng tay thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em. Và những cái linh kiện này thì anh em cũng có thể là gắn vô trực tiếp vô trong cái máy bắn vít để anh em xài luôn nha. Nếu như anh em có máy bắn vít, cái đầu vít này thì anh em ghim vô trong máy mình xài được luôn. Đó, nó cũng khá là tiện dụng nha anh em. Rồi, 520 anh em nào quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy thổi lá cầm tay, thổi lá phản lực sử dụng pin của Ryobi. Nó Ryobi bản này là bản nhập Mỹ nha anh em, nhập Mỹ 40V nha. Rồi thì cái này nó rất là mạnh, ở đây nó có cái nút turbo nữa nè, để anh em thổi siêu mạnh. Thì anh em nào mà mình có sân vườn, đó, mình có sân vườn, mình trồng cây cảnh hay là mình sân vườn dọn dẹp những nơi bụi bặm nhiều á, thì anh em sử dụng cái này khá là ok nha. Thì cái này nó rất là mạnh. Đó, đi kèm nó trọn bộ là gồm một máy nè, một pin 4A và một sạc. Đó, 40V luôn nha anh em, rất mạnh nha. Em thổi qua bên kia cho anh em coi ha. Đó, bên đây qua bên cái đó là khoảng là 5m em thổi thử nha. Đó, đó anh em thấy không? Đó. Đó. Quá mạnh luôn ha. Rồi nè, em bấm nút turbo nữa nè anh em. Đó. Rớt cái thùng luôn. Rồi, nói chung nó rất mạnh anh em nha. Rồi, ok, thì cái này thổi lá phản lực của Ryobi 40V, bản nhập Mỹ, trọn bộ một máy, một pin, một sạc thì bên em đang bán với giá là 4 triệu nha anh em. 4 triệu nha. Rồi, anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là mấy cái mẫu dao của Nhật rất là xịn ha anh em. Siêu VIP ha. Rồi, thì ở đây đầu tiên thì em sẽ lên cho anh em là một cái mẫu dao của Takayuki. Thì cái dao này á, là dao sashimi. Anh em thấy ha, thường ta thắt sắt cá hồi hay là cái gì đó, thịt mỏng, thịt dài gì đó thì người ta sử dụng những con dao này. Và đầu bếp Nhật sử dụng những cái dao này. Thì anh em thấy ha, cái dao này cái độ hoàn thiện của nó rất là cao nha. Đó, nó rất là cao cấp, rất là xịn sò luôn. Rồi thì cái dao này, mẫu này cực bén anh em ha. Rồi cái này á, thì em đo chiều dài cho anh em. Chiều dài của tổng thể của nó lên đến là 39.5 anh em ha, gần 40cm nha. Rồi tình trạng chưa qua sử dụng ha, sản xuất tại Nhật cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái mẫu dao này thì bên em đang bán với giá là 290k. Đó, mẫu dao này thì bên em đang bán với giá là 290k nha anh em. Rồi tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em nữa là một cái mẫu dao của Takayuki nữa. Mẫu này thì gọi là mẫu D3, dao D3.
Đó thì anh em thấy ha, độ dày nó rất dày anh em ha. Nó làm rất là đặc thù, rất là dày dặn của cái mẫu dao D3 này luôn. Rồi thì cái này độ hoàn thiện của nó cũng như vậy luôn. Đó, cái này là Takayuki Made in Japan anh em ha. Rồi ok, rất bén anh em ha. Rất bén, rất đẹp nha. Rồi, cái dao này thì chiều dài của nó là 30.5 cm nha. Rồi con dao này thì giá của nó là 350k nha anh em. Đó. Rồi tiếp theo là tới một cái con D3 lớn rất là to nha. Đó, độ dày của nó cực kỳ dày nè. Rồi, Takayuki. Đó, sản xuất tại Nhật anh em ha. Rồi, rất xịn sò luôn. Rồi thì con này thì bên em đang bán với giá là 400k một con nha anh em. Thì trọn bộ nó, nếu như anh em mình mua trọn bộ là gồm là một cây sashimi. Đó, anh em mua trọn bộ là gồm một cây sashimi, một dao D3 nhỏ, một dao D3 lớn thì trọn bộ là 1.040.000, bên em sẽ bao ship cho anh em nhé. Rồi, ok anh em nào quan tâm tới những cái mẫu dao này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, bây giờ tiếp theo thì ở đây em giới thiệu đến anh chị em là một cái con hút bụi anh em ha. Đây là một cái con hút bụi sử dụng điện, mà cái này á, là nó dành để hút ở những cái thảm nè, nó ghế sofa nè, giường ngủ nè ha, chăn ra gối nệm nè. Đó thì đây, sử dụng cái con này rất là tuyệt vời. Anh em thấy con này cũng khá là to nha, cái phần đầu nó rất là to nha. Đó, đây là cái phần mặt dưới nè. Đó, ở đây á, là nó là... Rồi, con này thì sản xuất tại Hàn Quốc nha anh em. Ở đây nè, nó có một cho mình một cái phần rung khi anh em mở lên. Khi anh em mở máy lên á, thì cái phần này nó sẽ rung. Nó sẽ rung với một cái cường độ rất là cao để cho khi mà để trên nệm đó. Thì đây, em mở thử cho anh em coi nè. Đó, nó rung nè. Đó, nó rung nè anh em thấy không? Đó. Đó, thì cái phần này nó rung á. Khi nó rung á là nó sẽ làm cho là cái những cái bụi á, nó đánh xuống trong cái sàn, nó làm cho những cái bụi rung chuyển thì nó hút lên rất là dễ anh em ha. Đó thì đây cũng là cái công nghệ của cái máy này. Đó, rồi cái này thì ghim vô điện là điện 220 anh em ha. Hàng của Hàn Quốc thì sử dụng điện 220, chỉ cần em bấm nút này thôi. Ở đây thì nó thì em trải ba cái gạo ra trên sàn này luôn. Như đây là cái tấm thảm anh em ha. Thường những cái tấm thảm, những cái máy hút bụi bình thường nó rất là khó hút. Thì đây, đó em bật thử cho anh em coi luôn. Đó, khá là sạch sẽ ha, đẩy qua lần nào là sạch lần đấy luôn. Đó. Rồi, sạch trơn luôn. Đó. Thấy không? Rất là ok anh em ha. Ở đây hay này, nó có cho mình cái bánh xe để mình đẩy đi, nó dễ đẩy nè. Đó, mình rất là dễ đẩy luôn nha anh em. Rồi, trong cái lúc mà nó hoạt động thì cái phần này nó sẽ rung, nó rung, nó đánh lên trên cái sàn của mình, nó đánh với một cái cường độ mạnh thì nó làm cho những cái bụi á, những cái bụi mà nó nằm ở dưới những cái khe nó rung chuyển thì nó rất là dễ hút anh em ha. Rồi còn khi mở ra thì mình chỉ cần mình bóp cái này thôi. Mình mở là mình lấy cái này ra. Đó, khá là ok anh em ha. Đó, bụi bẩn thì nằm ở trong đây. Những cái bụi li ti nhỏ anh em cũng hút được luôn nha. Đó, thì cái máy này nó rất là hay ha. Đó, xài xong thì mình chỉ việc mình ghim lại thôi. Rồi, tình trạng thì mới chưa qua sử dụng luôn anh em ha. Đó, đây. Công suất của nó là 450W, điện là điện 220 cho tới 240 ha. Rồi, thì cái này bên em đang bán với giá là 950k nha anh em. Anh em nào quan tâm tới cái mẫu máy hút bụi mà hút bụi nệm, chăn ga, gối nệm, sofa gì đó, thảm gì đó thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, đi kèm nó là một cái cọng dây cũng khá là dài luôn nha. Rồi, ok anh em. Dạ rồi, ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu kéo cắt giải nha. Đó, đây là mẫu kéo cắt giải rất là xịn sò, siêu dài luôn cho anh em mình ha. Đó. Rồi, cái mẫu này á, thì để em đo sơ cái chiều dài cho anh em mình luôn đi. Đó, đây. Đây, cái chiều dài tối đa của cái mẫu này là 30cm nha anh em. Đó, khá là dày ha. Đó, để dành cho anh em mình cắt giải, cắt giấy rồi ha. Cắt những cái gì mà anh em có thể cắt được thì anh em cứ cắt thoải mái nha. Đó, rất là xịn sò cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái mẫu này thì bên em đang bán với giá là 190k một cây nha anh em. 190k một cái cây kéo như vậy nha. Em giới thiệu đến anh chị em là một cái cây đèn ha. Đây là đèn đọc sách nha anh chị em. Đó, cái đèn này nó rất là đẹp, dùng để deco những cái bàn đọc sách nè, những cái không gian làm việc, hoặc là anh em có thể để trên cái bàn ngủ kế bên cái giường của mình cũng được, rất là ok luôn nha anh em. Thì cái cây đèn này anh em nhìn vô mình thấy thiết kế rất là đẹp ha, cực kỳ đẹp, cổ điển nha. Cái này là của thương hiệu là Nakamura nha. Rồi thì cái cây đèn này á,
phần này anh em có thể điều chỉnh nè. Đó, mình có thể điều chỉnh lên xuống nè. Nó anh em như tăng giảm cái độ cao ha. Đó, lên xuống tăng giảm độ cao cũng như cái góc độ ha. Còn ở đây á, thì anh em có thể nè, cái đèn này, cái đầu này anh em có thể nè, nó mình điều chỉnh được cái độ soi của nó, thí dụ mình muốn soi lên, soi xuống gì đó cũng rất là ok nha anh em. Rồi, thì cái đèn này thiết kế rất là đẹp, cực kỳ là tất cả đều bằng kim loại nha anh em. Đó, nó rất là chắc chắn ha. Cổ điển mà cái này nó hay ở chỗ là bóng đèn của nó là bóng rời. Nó cái bóng rời đi kèm của nó là cái đuôi 27 thôi. Thì khi mà em bán cho anh em á, thì nó cũng sẽ không có kèm cái bóng đèn. Đó, nó chỉ là như vậy thôi. Đó, nó chỉ là như vậy, kèm cái đuôi 27 ở trong như vậy nè. Thì anh em mình á, về mình có thể là mình mua cái bóng đèn. Đó, mình mua cái bóng đèn theo cái nhu cầu của mình. Đó, có thể tăng lên tăng xuống các thể loại được luôn nha anh em. Đó, mình mua cái bóng đèn theo cái nhu cầu của mình. Ví dụ anh em muốn xài bóng màu trắng để mà để bàn làm việc, đọc sách, thì anh em gắn bóng màu trắng cũng như là công suất nhỏ, công suất lớn gì đó tùy vào nhu cầu của anh em. Hoặc là anh em sửa chữa máy móc thiết bị gì đó, đó thì mình gắn cái này vô để mình soi. Rồi, còn nếu như anh em mà mình sử dụng phòng ngủ thì mình có thể sử dụng cái bóng đèn màu vàng. Nó thì tùy anh em thôi, như cái đèn này là em mua ha, em mua bóng đèn màu vàng này nè. Đó, bóng đèn này có 5W thôi. Đó, còn anh em muốn mua bao nhiêu watt thì tùy anh em, tùy cái nhu cầu của anh em mà anh em mua. Để em gắn lại rồi em mở đèn lên cho anh em xem nha. Đó. Rồi, ở đây em gắn xong đèn, em mở lên. Ở đây nó có cái công tắc anh em ha. Đây nó có cái công tắc này, sau khi kết nối với điện 220V thì nó có cái công tắc này. Chỉ việc mình mở lên thôi. Đó, cái độ soi của nó rất là đẹp nha anh em. Đó, cái này mình để bàn ngủ nè ha, ha. Bàn nghe phòng ngủ hoặc là bàn đọc sách rất là ok luôn. Nó tùy vào cái nhu cầu mình mà mình mua cái bóng đèn lớn hay bóng đèn nhỏ. Đó, ánh sáng cực kỳ đẹp ha. Đó, mình muốn thấp thì mình hạ xuống. Đó, còn muốn cao thì nâng lên, hạ xuống, nâng lên. Nó tăng chỉnh cái góc độ soi của nó này rất là ok luôn anh em. Rồi, thì cái đèn này bên em đang bán với giá là 350k nha anh em. 350k một cái đèn này, chưa gồm bóng đèn nha anh em. Đó là một, chỉ là cái cây đèn với dây điện thôi. Về anh em mình mua bóng đèn mình gắn vô thôi ha. Rồi, ok anh em. Thì anh em nào mình quan tâm tới cái mẫu đèn đọc sách này thì vui lòng inbox hoặc điện thoại qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ kìm bấm chết anh em nha. Bộ kìm bấm chết 4 cây, hàng Mỹ cho anh em mình luôn nha. Đó, USA cho anh em mình. Thì nó gồm là những cái size từ nhỏ tới lớn để phù hợp cho anh em có thể làm thợ hoặc là sử dụng gia đình ha. Nó cũng đầy đủ các chức năng cho mình luôn. Thì nó gồm là 4 cây, trong đây nó có một cái cây mỏ nhọn nữa nè. Thì nói chung là nó phù hợp với cái đầy đủ các nhu cầu của anh em luôn. Rồi, thì cái cây này nhỏ nhất anh em nha. Em sẽ đo kích thước từng cây cho anh em mình luôn nha. Rồi, trước tiên cái cây nhỏ nhất thì kích thước chiều dài của nó là 13.5 anh em nha. Đó, 13.5. Cái cây kế tiếp là 17. Rồi, cái cây thứ ba là 18. Rồi, cái cây lớn nhất là 22 anh em ha. Đó, cái cây lớn nhất là 22. Rồi, một cái bộ 4 cây như vậy. Một cái bộ 4 cây như vậy, đầy đủ các chức năng cho anh em luôn nha. Giá của nó chỉ có là 380k thôi. Tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn nha anh em. Tình trạng chưa qua sử dụng luôn ha. Anh em nào mình quan tâm tới cái bộ kìm bấm chết 4 cây này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây, nó em về cho anh em được là một cái luồng máy sấy tóc rất là xịn nha anh em. Đó, đây, đây là máy sấy tóc cực kỳ cao cấp ha. Rất là xịn luôn nha anh em. Đó, cái này nó thiết kế y chang là của Dyson ha. Nó thì anh em, nếu như anh em mình biết cái thương hiệu Dyson rồi thì mình biết ha. Nó rất là cao cấp, những cái mẫu máy sấy tóc của Dyson phải từ mười mấy triệu một cái không à. 14, 15 triệu một cái ha. Rồi, thì cái này nó rất là hay anh em, những cái đầu của nó này anh em thấy không, để vô là nó hít nè. Đó, anh em thấy không? Nó khi mình đặt vô là nó sẽ tự động nó hít ha. Đó, nó hít rất là dễ, rất là tiện lợi ha. Còn cái công tắc thì anh em bật ở đây. Đó, rồi rất là ok luôn anh em. Đó, còn cái dây điện của nó nè. Nó mình ghim được, xài được điện là điện 220V ha. Đó, rồi cái này á, thì anh em cứ xài cái nào thì mình cắm cái đầu đó vô thôi. Nó cực kỳ xịn ha anh em. Nó mình nhìn thiết kế nè là mình thấy rồi, rất là cao cấp luôn.
đó, nó có những cái đầu cho mình rất là nhiều cái đầu ha. Ví dụ chị em mà cần uốn tóc hay gì này nọ thì sấy ở những cái chỗ cong cong á thì đây đó. Còn đây là những cái đầu khe có thể chỉnh góc độ tùy anh em ha. Tất cả những cái đầu này đều sử dụng 500 cho nên đưa vô là hết nha. Đó, rất là ngon lành luôn nha anh em. Đó, rất là ngon lành. Rồi, ok anh em ơi. Đó, cái máy sấy tóc này ha thì bên em đang bán với giá là 650 nha anh em. 650k. Đó, máy sấy tóc Hàn Quốc 650k. Anh em mình quan tâm thì inbox giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây trong cái kiện hàng Nhật đợt này về, em về được cho anh em là mấy cái vòi xịt hơi anh em ha. Đó, hàng nội địa Nhật nha anh em, nó rất là xịn nha. Anh em mình nhìn như vậy thôi chứ độ bền rất cao. Rồi thì cái vòi xịt hơi này á, hàng nội địa Nhật này thì bên em đang bán với giá là 250 cặp nha anh em. Đó, 250k cặp nè. Đó, và ở đây á thì nó có kèm cho anh em luôn là cái đầu anh em ha. Đó, nó kèm luôn cho anh em mình cái đầu dặn vô thôi. Đó, rồi ok anh em nha. Một cặp là 250k nha anh em. Rất là xịn nha. Nó mình mua cặp này mình để mình sử dụng máy nén khí, mình xịt hơi được rất là sạch sẽ nha. Rồi, ok anh em. Anh em nào mình quan tâm tới cái cặp xịt hơi này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Tiếp theo thì mùa này nắng nóng anh em ha, mùa mưa cũng gần tới rồi. Thì dù thì luôn là một trong những cái vật dụng không thể thiếu cho anh em mình ha. Đi ra đường hoặc là mình đi trên xe ô tô mình cũng nên để một cây nha. Và cái mẫu dù này là mẫu dù kiếm Nhật, nó rất là đẹp anh em ha. Nói cái cán nó là bằng kiếm Nhật nè. Đó, y như cái cây kiếm Nhật anh em ha. Mà quan trọng là nó cầm rất là chắc tay, nó có cái dây đeo như vậy nè. Đó, anh em có thể đeo lên trên lưng ha, nhìn nó rất là ngầu nha, rất là đẹp luôn á. Rồi, cái này thì nó có cho mình là cái bao nè. Đó, mình chỉ việc mình mở cái bao này ra. Đó, rồi, thì khá là hay ha. Rồi, đó, rất là ok. Cái cây dù này á, thì nó tương đối là nó to nha anh em. Nó to cho nên là anh em đi mà 2, 3, 4 người cũng khá là ok nha. Đó nè, em cầm cho anh em coi ha. Nó, mình nhìn cái xương của nó, cái dàn xương của nó là mình thấy rồi. Nó rất là chắc chắn, rất là đẹp nha anh em. Đó, em phải để xa ra nè. Đó, để em để xa ra em quay cho anh em, nó mới hết được cây dù ha. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi thì dù thì anh em biết rồi, nắng mưa vô tư. Đó, vật dụng không thể thiếu ha, nhất là trên xe ô tô. Có nhiều khi mình nghĩ nó không là gì hết, nhưng mà mỗi lần đi lên đi xuống mà nắng quá hay là mưa quá gì đó thì nó rất là mệt ha. Đó, đây nó có cái nút bấm này, mình bấm là mình xếp lại thôi. Đó, rất là ok nha. Rồi, dù kiếm Nhật anh em ha. Dù kiếm Nhật rất là đẹp luôn. Rồi, dù này thì bên em đang bán với giá là 220k. Đó, giá cực kỳ tốt cho anh em luôn nha. 220k nha anh em. Tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn ha. Đi kèm nó thì nó có luôn cho mình à. Cái túi này ha, đó anh em mình đeo vô. Đó, mình đeo vô là mình bỏ cái cây dù vô, nó vừa gọn gàng mà vừa đẹp nữa. Rồi, ok, anh em nào quan tâm tới dù kiếm Nhật này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bình đựng xăng nha. Cái bình đựng xăng này là một trong những cái vật dụng không thể thiếu trong nhà của mình luôn. Bởi vì sao? Cái bình đựng này á là nó, ví dụ đi mình chạy xe về có đôi khi mình quên kiểm tra xăng đồ này nọ thì ở nhà mình xe nó hết xăng. Hoặc ban đêm mình muốn đi đâu mà cái công việc mà gấp á, mà lại là ban đêm cây xăng không mở cửa rồi thì này nọ mình phải có cái bình đựng xăng ở nhà, có gì là mình châm vô trong xe mình luôn. Thì cái này bình đựng xăng hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, cái lô này nó rất là hiếm, số lượng thì cũng chỉ có vài chục cái thôi nha. Cái bình này là bình 10 lít nha anh em, tình trạng là mới chưa qua sử dụng luôn nè. Đó, mới 100% chưa qua sử dụng, được làm bằng kim loại nha anh em. Ở đây có cái nắp nè. Đó, thì chỉ việc mình mở ra rồi mình bỏ xăng vô đây thôi ha. Đó, rồi đóng lại, còn khi mà muốn lấy xăng ra đó thì anh em lấy cái ống này, anh em dặn vô trong đây. Đó, đem dặn thử cho anh em coi, nó dặn vậy nè. Đó, rồi là mình đổ ra thôi. Ở đây nó có cái quai cầm cho mình ha. Ở đây nó có cái quai cầm cho mình cho nên nó rất tiện lợi cho mình sử dụng nha. Đó, Nhật thiết kế thì rất là an toàn luôn. Những cái bình đựng xăng như vậy thì nó mới đảm bảo an toàn khi mình sử dụng nha anh em. Rồi, bình này là bình 10 lít bên em đang bán với giá là 950k nha anh em. Tình trạng là chưa qua sử dụng luôn nha. Hàng Nhật rất là xịn cho anh em mình luôn. Rồi, ok anh em ơi. Dạ rồi, tiếp theo thì đây ở trong cái kiện hàng của Nhật đợt này em về được cho anh em là một cái cây đàn Yamaha, đàn guitar của Yamaha. Rồi thì cái cây đàn này là
Yamaha, cái mã của nó là FG202 anh em ha. Rồi thì cái này là cái dòng dây của nó là dây kim loại anh em ha. Dây kim loại thì nó là acoustic ha. Đó, còn khá là đẹp luôn nha anh em. Rồi, ở phía sau nè. Đó, nó có cái những cái phím của nó anh em ha. Những cái phím nè, nó Yamaha Japan nha. Đó, còn rất là đẹp luôn nha. Rồi, về tổng thể thì quá là ok anh em ơi. Cây này thì anh em mua sưu tầm rồi cũng rất là ngon ha. Nó sưu tầm, trưng bày, biếu tặng hay là chơi cũng khá là ok. Rồi, cái cây này thì mã của nó nè. Nó FG202 và cái này Made in Japan, sản xuất tại Nhật nha anh em. Đó, cái này thì em cũng cho anh em nghe thử luôn âm thanh. Đó. Âm thanh cực kỳ vang nha anh em, rất vang nha. Đó. Đó. Nói chung cái này em chưa lên dây lại. Đó, em chưa lên dây lại, anh em về mình lên dây đàn lại là quá là hay. Còn về cái độ vang của nó thì cực kỳ vang nha anh em. Anh em biết rồi ha, cái kỹ thuật làm đàn của Nhật á, thì nó là đứng top đầu thế giới rồi ha. Nó ở bên châu Âu người ta vẫn rất là chuộng cái dòng Yamaha như vậy. Cho nên tại Nhật nó cũng rất là giá trị anh em nha. Rồi cây này thì ngoại hình còn khá là đẹp luôn nha. Rất đẹp. Đó. Rồi âm thanh thì vang hay. Cần thì cũng rất là chuẩn anh em ha. Rất là đẹp luôn nè. Rồi, ok anh em, thì cái cây đàn Yamaha của Nhật này, mã là FG202 thì bên em đang bán với giá là 5 triệu rưỡi nha anh em. Đó, cây này giá là 5 triệu rưỡi nha. Rất là giá trị cho anh em sưu tầm nha. Âm thanh rất vang. Rồi, ok, 5 triệu rưỡi, anh em nào quan tâm thì inbox cho em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là mấy cái bộ combo vớ ha anh em. Vớ Tommy. Đó, vớ xịn anh em ha, hàng xuất qua châu Âu nha. Đó, thì đại khái em cho anh em coi sơ đi. Đó, anh em mình thấy ha, hàng xuất qua châu Âu ha. Một cái combo như vậy, nó qua tới Mỹ á, thì nó khoảng là 99 đô nè anh em. Combo là gồm 5 đôi anh em ha. Đó, combo 55 đôi. Nó qua tới Mỹ là nó khoảng là 99 đô. Đó, đây nè, hàng Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ anh em ha. Đó, tình trạng của nó thì chưa có qua sử dụng nha. Và cái vớ này á, thì em sẽ bán một lần là 5 đôi anh em ha. Số lượng thì nó bán một lần thì 5 đôi. Nó gồm là màu trắng nè, màu xám nè anh em ha. Màu trắng, màu xám với là màu xanh. Đó, thì em sẽ bán một cái combo là nó gồm 5 đôi. Đó, 5 đôi là 100k. Nó chỉ ở bên qua tới Mỹ 100 đô mà ở đây em chỉ thanh lý 100k thì khoảng là 20.000 một đôi thôi, 20k một đôi thôi. Nó có 3 màu, màu xanh nè, màu xám và màu trắng nha anh em. Rồi thì cái này em ship một lần là 5 đôi thì anh em quan tâm thì inbox giúp em ha. 5 đôi là 100k. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái dụng cụ không thể thiếu của anh em luôn ha. Đó, đây là cái mẫu bút thử điện nha anh em. Nói chung mình làm nghề gì cũng vậy, mình cũng nên có cái bút thử điện này cho nó an toàn ha. Khi mà đụng tới điện đó thì sử dụng cái bút này để nó dò điện rất là hay. Rồi thì cái mẫu bút thử điện này thì trước tiên thì nó sẽ đo được điện anh em ha. Nè, em sẽ thử đo cho anh em coi. Nó ví dụ như là em thử ở đây. Đó, anh em thấy không? Đèn nó cháy nè. Đó. Đó, đây nè. Đó, đèn cháy là có điện anh em ha. Đó. Rồi, nó cháy mạnh nó thì tức là nó là dây nóng ha. Còn nó cháy nhẹ thì nó là dây lạnh ha. Rồi, với lại là nó đo được luôn là cái rò rỉ điện anh em ha. Đó, nó cũng rất là hay. Nó đo được luôn là tức là dây nó có bị đứt hay không ha. Đó, nói chung cái bút thử điện này nó cũng khá là hay, rất là thông minh anh em ha. Rồi, thì giá của nó chỉ có 40k thôi. Đó, anh em nào quan tâm thì cứ inbox cho em nha. Để cho anh chị em là một cái mẫu bếp nướng nha anh em. Đó, đây là cái mẫu bếp nướng điện ha, rất là xịn, rất là đẹp luôn. Rồi thì cái mẫu bếp nướng này nó cũng rất là dễ dàng sử dụng anh em ha. Đó, khi mà anh em á
sử dụng á, thì chỉ việc là mình xếp ra rồi mình ghim vô điện mình xài thôi. Ở đây nó có cái núm điều chỉnh nhiệt độ anh em ha. Đó, điều chỉnh nhiệt độ ha. Cái này á, thì anh em mở ra rất là tiện lợi luôn nha. Đó, cái này chỉ là cái chui điện thôi. Khi vệ sinh đồ á thì anh em chỉ việc mở ra rồi mình lấy cái phần bếp này ra thôi. Đó, rất là đơn giản ha. Rất là đơn giản, rất là sạch sẽ luôn anh em ha. Rồi ở trên đây nó làm cho mình thiết kế cho mình một cái lớp là lớp chống dính anh em thấy không? Đây là một cái lớp chống dính, nó gồm là nguyên một cái mảng to như vậy. Anh em thí dụ là anh em muốn nướng ở bên nào thì anh em nướng ha. Cái này thì nó có cái sóng sóng để dạng như nó chảy dầu mỡ ra ngoài. Còn cái này á, thì như là một cái phần mặt láng đó. Anh em muốn chế biến thức ăn theo hình thức nướng hay xào gì đó thì ok, rất ok nha. Rồi còn cái này là phần điện ha. Anh em ghim vô trong đây thôi. Nó bên hông đây nó có một cái chui điện nè. Nó mình chỉ cần ghim vô thôi. Cái này á, là nó là thương hiệu của Emmet ha. Emmet này là hàng châu Âu nha anh em. Đó đây. Đây nè. Đó đây là Emmet hàng châu Âu ha. Nó xuất qua những nước như là Berlin nè, Paris nè. Berlin là của Đức, Paris là của Pháp ha. Roma là của Ý nè. Đó Emmet Germany. Nó đặt trụ sở đây là có rõ ràng ha. Trụ sở này là ở Cộng hòa Séc ha. Đó thì cái hàng châu Âu thì anh em biết rồi. Nó rất là bền và rất là xịn. Nó cái này thì châu Âu thì nó yêu cầu cái tiêu chuẩn về cái an toàn thực phẩm cũng như là cái độ bền ha, rất là cao, cho nên mình không cần phải lăn tăn về chất lượng nha anh em. Rồi thì bây giờ em cũng sẽ đo sơ cho anh em cái diện tích, cái kích thước luôn. Tổng kích thước của chiều dài của nó khoảng là 56cm nha anh em. Tổng chiều dài là 56, riêng về cái phần nướng á, là khoảng 45. Còn cái phần nướng này á, dài là 45 ha, ngang là 25. Ở trên đây thì thiết kế là anh em thấy ha. Nó chống dính. Dầu mỡ chống dính ha. 45 x 25. Nó kích thước là ngang là, nó ngang là 25, dài là 45. Đó. Tương đối rất là to nghe anh em. Những cái này thì anh em nướng cả gia đình 4 người 5 người ăn rất là thoải mái luôn nha. Đó em đặt bàn tay cho anh em thấy ha. Nó xếp được rất là nhiều thức ăn ở trên đây luôn. Rồi thì rất là ngon. Cái công suất của nó là 1800W nha anh em. Công suất 1800W ha. Hàng châu Âu sử dụng điện là điện 220V luôn. Nó ở đây có cái núm điều chỉnh nhiệt độ anh em ha. Ví dụ khi mình để lên muốn nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao thì chỉ việc dặn cái núm này thôi. Rồi tình trạng là mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó mới chưa qua sử dụng luôn. Rồi thì cái bếp nướng này thì bên em đang bán với giá là 1.050.000. Đó 1.050.000 nha anh em. Giá cực kỳ tốt cho anh em nhân dịp cuối năm ha, cho anh em mình mua sắm ha. Rồi 1.050.000 cái bếp nướng này nha anh em. Dạ rồi, ở đây em lên lại cho anh em là cái kềm xếp gọn đa năng anh em ha. Đó đây, đây là cái kềm xếp gọn đa năng rất là xịn sò của Mỹ anh em ha. Thì cái kềm xếp gọn đa năng này khi xếp lại nó rất là gọn gàng như vậy trong lòng bàn tay em nè. Nó khi mình sử dụng thì mình chỉ việc mình mở ra thôi. Đó mình mở ra thì nó thành cây kềm anh em ha. Đó nó có thể là cắt kẹp được các thể loại anh em nha. Và cái này nó có một cái đặc biệt nữa là nó có rất là nhiều cái đầu đa năng cho mình xài nè. Nó như cái đầu dao nè anh em thấy không. Mình mở trong cái ngăn này ra là nó có dao nè ha. Rồi nó có mũi dít dẹp nè. Đó. Rồi đồ khui bia nè. Rồi cái dao nhỏ nè, dít dẹp lớn nè. Rồi nó có cho mình cái cây dũa này luôn ha, để mình mài anh em ha. Một đầu là như vậy, còn đầu tiếp đầu bên đây. Đó thì đầu bên đây nó cũng có cái cây cưa nè. Đó rất là nhiều, nói chung nó rất là đa năng anh em ha. Còn cái này á là đầu khui bia nữa nè. Rồi đầu vít ba ke nè. Đó cái kéo nữa nè anh em. Đó khá là đầy đủ cho anh em mình xài ha. Đó rồi ok anh em. Thì cái này á ha, đây là một cái kềm xếp gọn đa năng anh em nha. Đó mình xài xong thì mình xếp lại, xếp rất là gọn gàng luôn. Đó đây thì mình mở cái này ra. Đó cái này á thì cái kềm xếp gọn đa năng. Đó kéo cái này vô nó xếp lại được. Rồi ok. Thì cái kềm xếp gọn đa năng này á, thì bên em đang bán với giá là 480k nghe anh em. Đó 480k đi kèm nó có cho mình cái túi luôn nè. Đó mình chỉ việc mình bỏ vô túi này thôi. Rồi ok 480k kềm xếp gọn đa năng. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha.
rồi. Ở đây thì em lên cho anh chị em là một cái bộ đầu khẩu nha. Đây là bộ đầu khẩu rất là xịn sò của Nhật luôn. Đó, đây là bộ đầu khẩu của thương hiệu là Fujiya, rất là xịn sò. Đó, thì em sẽ cho anh em coi sơ qua nha. Cái bộ này thì nó gồm là những cây là 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 và 32 nha anh em. Thường những cái bộ đầu khẩu bình thường nó chỉ là từ 8 tới 24 thôi. Còn này từ 8 tới 32. Đó, nó cũng tương đối rất là hiếm cho mình luôn nha. Rồi, đi kèm nó là nó có đầy đủ như vậy. Em lấy sơ một cái đầu khẩu nào cho anh em xem đi. Nó mình nhìn vô là mình thấy ha, cái độ hoàn thiện của nó rất là cao nha, hàng tiêu chuẩn rất là cao. Rồi, ở đây thì nó có cái cần lực cho mình nè. Nó cái cần lực này thì ở đây có đảo chiều ha. Đó, có đảo chiều và đầu của nó đầu thông dụng 1/2 nha anh em. Rồi, đó, cần lực. Rồi, tiếp theo là nó có cái cây chữ T. Cây chữ T này để mình có thể điều chỉnh được cái đầu này để anh em có thể dặn ở những cái chỗ nào đó, nó đầy đủ lực cho mình để mình chỉnh lực mình dặn. Rồi, tiếp theo là một cây nối dài nè, và một cây nối dài hơn nè. Đó, cây này nối dài vừa vừa, còn cây này nối dài hơn nè. Đó. Rồi, thì cái này á là nó, để em gắn vô. Rồi, nó rồi đi kèm nó là nó có cho mình một cái này nữa. Cái này thì em anh em dặn ở trong những cái gốc nó hơi xéo xéo á thì nó mình đưa cái này vô, mình dặn nó vẫn ok luôn nha anh em. Đó, cái đầu này nó có tác dụng là mở những con ốc mà nó hơi nghiêng 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 á, trong khe mà mình không mở thẳng được á, thì cái đầu này đó, rồi cũng rất là ok, đầu cũng là 1/2 thông dụng luôn. Đi kèm nó có thêm cho mình hai cái đầu tiếp, mà đầu tiếp dài nè. Đó, cái đầu này là đầu tiếp dài, rồi 16mm và 21mm nha anh em. Rồi, thì trọn bộ như vậy giá rất là tốt cho anh em luôn, giá tình trạng chưa có qua sử dụng luôn anh em, full hợp như vậy luôn, trọn bộ giá chỉ có 700k thôi. Đó, bộ đầu tiếp bầu khẩu như vậy, nó của Nhật chỉ có 700k thôi. Thì anh em nào quan tâm tới bộ này thì vui lòng inbox hoặc điện thoại qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái mẫu bàn ủi tích nhiệt không dây, hàng nội địa Nhật, rất là đẹp luôn nha anh em. Thì em nói sơ về cái công dụng ha, tất cả những cái mẫu bàn ủi ở đây thì nó chung với công dụng với nhau là nó có là tích nhiệt không dây nè và chế độ hơi nước nè. Tích nhiệt không dây là như thế nào? Ví dụ như là mỗi cái bàn ủi nó sẽ gồm cái đế như vậy. Thì mình chỉ việc là mình lấy cái dây điện nằm ở đây nè, nó mình ghim vô điện, và anh em ghim vô điện là điện 100V giúp em nha. Tại hàng này nhập bên Nhật về xài điện của Nhật là điện 100V. Rồi, khi mình ghim vô điện xong, mình gá cái bàn ủi lên. Rồi, ở đây thì mình chọn cái chế độ nóng anh em ha. Mình chọn cái chế độ nóng xong, khoảng là 20 tới 30 giây sau thì cái bàn ủi này nó đã nóng rồi. Mình lấy ra, mình đi ủi xung quanh. Nó mình ủi mỗi lần nóng, một lần tích nhiệt như vậy thì anh em có thể ủi được hai bộ đồ nha. Nó khá là nhanh nóng và nó cũng giữ nóng rất là lâu, thì mình có thể là mình mang đi ở trên lầu, mình mang xuống tầng dưới mình ủi đồ cũng được nữa. Nó thường mỗi lần mình ủi mình hay có cái cọng dây vướng víu khó chịu thì anh em sử dụng những cái mẫu bàn ủi tích nhiệt không dây như vậy. Nó thì nó rất là gọn gàng anh em ha. Ở đây có chế độ hơi nước nè. Chế độ hơi nước này thì anh em chỉ việc là mình mở ra, mình bỏ nước vô trong đây. Rồi trong cái quá trình mình ủi, mình bấm ha, cái vừa bấm vừa ủi như vậy thì mình sẽ ủi được chế độ hơi nước nha. Rồi, ok anh em, thì cái bàn ủi này hàng nội địa Nhật anh em nha, tình trạng còn khá là đẹp luôn ha, màu đen như vậy. Rồi, con này thì bên em đang bán với giá là 900k nha anh em. Con này là 900k, màu đen ha, anh em nào thích thì inbox giúp em nha. Rồi, tiếp theo tới con bên đây là của Toshiba. Thì cũng chức năng dung vậy luôn, chỉ khác là cái mẫu mã xíu thôi. Đó, tình trạng còn khá là đẹp anh em nha. Đó, con nào cũng rất là đẹp hết nha. Rồi, ok, con này cũng 900 luôn đi. Đó, rồi, hai con đồng giá với nhau ha. Con màu xanh, con màu đen, anh em thích con nào thì lấy nha. Đó, con nào cũng là có chế độ hơi nước nè, cũng tích nhiệt không dây nè, rất là đẹp luôn. Rồi, đồng giá 900k nha. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn. Rồi, nay thì trong cái kiện hàng Nhật về á, thì em về được một cái lô là camera hành trình. Cái camera hành trình của Nhật nha anh em. Cái camera này á, thì đi kèm nó là nó có cho mình cái dây tẩu ha, để anh em cầm vô trong xe ô tô nè. Đó, cái dây tẩu để anh em cầm vô trong xe ô tô. Rồi, nó cũng khá là ok. Với một cái thẻ nhớ luôn nha anh em. Nó một cái thẻ nhớ luôn. Nhưng mà nó có cái vấn đề là như vậy, chưa qua sử dụng luôn anh em, tức là cái này dán vô trong cái kiến xe ô tô á để mình sử dụng. Nhưng mà cái này hàng nội địa Nhật về thì nó bị khóa, khóa theo mã dùng của Nhật á anh em. Nó tức là để em mở lên. Đó. Thì em nói sơ về cái hiện trạng của cái camera này cho anh em mình ha.
Đó, tức là khi mà cắm vô trong cái tẩu xe ô tô á thì nó cấp nguồn trực tiếp cho cái camera này, khi mà anh em sử dụng thì nó sẽ quay cho mình ha. Cái camera thì nó rất là xịn, cái build của nó rất là xịn ha. Đó, rất là chắc chắn, rất là xịn. Cái này ở bên Nhật cũng phải từ mấy lá một cái á. Nhưng mà khi về Việt Nam thì ở đây em không sử dụng được. Đó, tức là nó y như là cái sim, y như cái điện thoại anh em. Khi điện thoại mà xài bên Nhật về đây là phải sử dụng sim ghép mới xài được. Thì cái này cũng vậy. Ở đây là ở Việt Nam mình á, là nó bị khóa cái mã dùng lại, không sử dụng được. Thì cái này em sẽ thanh lý cho anh em giá rẻ để anh em về tự nghiên cứu ha. Tự nghiên cứu mình bẻ khóa nó ha, là anh em rành về cái điện tử, rành về cái công nghệ á, thì anh em làm nha. Đó, thấy không? Không mở ra nó không hiển thị hình ảnh lên. Đó, nó cái này là màn hình cảm ứng luôn nha anh em. Đó, rất là ngon nha. Tình trạng là chưa xài luôn nha, miếng dán chưa dán luôn. Rồi thì cái này anh em nào mà rành về kỹ thuật ha, có thể là nếu như mà biết bẻ khóa thì bẻ khóa ha. Và nếu như không biết thì cái này em bán thanh lý cho anh em luôn. Rồi, on off thì nằm bên đây. Camera thì nó hay lắm em, camera hai chiều ha. Ở đây nó có camera trước nè, ở đây nó có camera sau nè ha. Nói chung cái này nó rất là xịn, nhưng mà ở Việt Nam thì không xài được. Cắm trực tiếp vô thì không xài được, mình phải biết cách bẻ khóa mình mới làm được. Thì anh em nào mình biết thì mình lấy giá thanh lý cho anh em luôn, 150 cái thôi. Đó, một cái camera hành trình chưa qua sử dụng nha. Rồi anh em nào biết thì lấy 150 cái thanh lý. Cái này hiện tại em có về cái lô này được khoảng 100 con, full hộp mới 100% luôn nha anh em. Rồi 150 con nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái hộp đựng mũi vít của Boss nha. Đó thì cái hộp này nó rất là nhỏ gọn thôi. Anh em có thể đựng mũi khoan, mũi vít gì đó nó vừa trong đây là mình sử dụng nha. Đó, cái này là của Boss chính hãng nha anh em. Đó, chính hãng của Boss luôn. Rồi thì cái hộp này á, là cái kích thước của nó, thí dụ như là nó ngang khoảng 10cm nha anh em. Còn dài thì khoảng là 18. Đó, ngang 10, dài khoảng 18cm nha. Rồi cái này là tình trạng là chưa qua sử dụng luôn ha. Thương hiệu chính hãng của Boss. Đó, Boss Germany. Đó, con này thì nó sản xuất tại Việt Nam. Rồi cái hộp này thì giá 170k nha anh em. 170k một cái hộp dựng vít của Boss nha. Dạ rồi, thì em sẽ kết thúc cái video hôm nay ở đây đi. Đó, anh chị em mình quan tâm sản phẩm nào cũng như cái đồ gì thì cứ vui lòng inbox hoặc điện thoại qua số điện thoại trên màn hình giúp em luôn nha anh em. Dạ rồi, em cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị em trong mấy cái video sắp tới nha.